Chỉ khi đi vào bên trong thì chúng ta mới thấy Ngài làm việc như thế nào. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ chỉ biết ơn mỗi ngày, mỗi ngày. Linh hồn không đau khổ, chỉ có thân thể, tâm trí này đau khổ. Thượng Đế biết khi quý vị gặp khó khăn, nếu Ngài gửi điều gì đến quý vị qua ai đó thì đều là Thượng Đế. Thượng Đế có trí huệ của Ngài, mục đích và kế hoạch riêng của Ngài cho từng cọng cỏ trên hành tinh này và mọi nơi khác trong vũ trụ. Thượng Đế không tạo lập thiên địa trong 7 ngày, mặc dù có nói rằng Ngài sáng tạo trong 7 ngày, nhưng đó là ngày thiên đàng, ngày đó không giống như ngày của chúng ta. Thượng Đế là lực lượng và trí huệ vĩ đại nhất. Ngài biết tất cả, thông hiểu mọi việc, Ngài yêu thương mọi người. Ngài có thể làm mọi việc, đó là Thượng Đế. Thượng Đế luôn có thể đổi mới thân thể chúng ta, ban cho một diện mạo đẹp hơn, cùng một linh hồn hình dáng đẹp hơn, môi trường đẹp hơn, bối cảnh đẹp hơn, để chúng ta phát triển tốt hơn, để tiếp tục sống, để tiến hóa. Một khi có Thượng Đế, chúng ta có tất cả. Hãy tìm Thiên Quốc trước, rồi mọi thứ khác sẽ đến. Thượng Đế đã hứa như vậy, ngay cả trước khi chúng ta sinh ra. Không phải vị minh sư không giúp chúng ta đạt đẳng cấp cao nhất, mà chỉ là chúng ta không theo Ngài, chúng ta không chịu nghe lời Ngài. Khi chúng ta ngủ, linh hồn sẽ lang thang khắp nơi, nhưng không thể đi quá cao. Đó chỉ là cảnh giới thứ nhất, cảnh giới Atula. Do đó, quý vị thấy họ, nếu tu hành pháp Quán Âm, quý vị sẽ vượt khỏi thế giới đó và mang thân nhân, bạn hữu lên cao hơn. Không phải ai cũng thấy sư phụ hoặc có thể nghiệm. Mỗi người có những đáp ứng, kinh nghiệm và số mệnh khác nhau. Tôi chưa bao giờ nói rằng quý vị phải tu khổ hạnh để thành Phật. Quý vị nên tu hành phù hợp với tình trạng thể chất của mình. Nhiều khi chúng ta gặp chút rắc rối hoặc có chuyện quấy rầy, nhưng sau đó chúng ta sẽ đi lên đẳng cấp cao hơn. Cho nên đừng trao đổi công đức tu hành chỉ để có chút thoải mái trong thế giới này. Năm hồng danh rất linh thiêng, đuổi hết trược khí, không gì tốt hơn lực lượng của Thượng Đế, đúng không? Ngay cả Thượng Đế nhỏ, vì họ đều liên quan với nhau, cho nên quý vị gọi danh họ là để xin bảo hộ, để dọn đường, thân thể sẽ nghe lời Thượng Đế trước rồi tới thân thể. Quý vị càng thiền thì càng biết nhiều. Mới đầu nhiều lúc quý vị ngưng chỗ đó, rồi quý vị nghĩ, ồ, đây là đích rồi. Chính tôi trước đây cũng tưởng như vậy, tưởng mình đến đích rồi, nhưng chưa về đích, tôi vẫn còn tiếp tục. Tôi luôn luôn ngạc nhiên. Trước kia có lần tôi nghĩ mình đã cho hết thế giới này tất cả những gì mình đạt được. Lúc đó rất khó đạt được, vì một đàn tôi đạt được, một đàn tôi phải cho đi và nhận người. Thế nên là tài khoản của tôi gần như trống rỗng. Rồi tôi nghĩ thế là xong, bây giờ mình đã cho hết rồi, chỉ còn nước chết, đi địa ngục thôi. Lúc đó tôi đã sẵn sàng đi địa ngục, vì tôi nghĩ mình xong đời rồi. Tôi đầy dẫy nghiệp chướng, không còn phước báo, và tôi nhơ bẩn, cùng cực, không còn gì nữa hết. Cho nên lúc đó tôi nghĩ mình sắp chết rồi và sẽ xuống địa ngục thôi, nhưng không. Bỗng nhiên thiên đàng cho tôi sống lại. Từ đó tôi tiếp tục tọa thiền và ngày càng phát hiện ra những cách tốt hơn để nhanh chóng lên các đẳng cấp cao hơn. Khi mình sẵn lòng xả thân thì thiên đàng sẽ cho mình lại tất cả và còn nhiều hơn nữa. Thật kỳ diệu, tôi rất mừng và tôi vẫn còn đây và tiếp tục hành trình của mình. Điều đó rất quan trọng, tôi mừng lắm. Thành ra đừng chán nản, cho dù thiền không tốt và không thấy gì hết, quý vị cứ tiếp tục, rồi một ngày quý vị tự nhiên sẽ vượt qua và quý vị sẽ rất vui. Dù không vượt qua cũng không sao, tôi luôn có ở đó giúp đỡ quý vị. Dù quý vị đi đến cảnh giới thấp, tôi cũng có ở đó với quý vị và tiếp tục như thế này. Không thể nào thấp hơn nơi này. Và rồi chúng ta tiếp tục ở đây mà tôi còn có thể chịu đựng để dạy dỗ quý vị,
ngồi cạnh quý vị thì trên kia làm được chứ, thậm chí còn tốt hơn nữa. Ngay cả ở cảnh giới Atula, con người đã tốt hơn ở đây nhiều rồi. Người ở thiên đàng Atula đã rất dễ dạy rồi. Theo chuẩn mực con người mà nói, dễ dạy hơn loài người rất nhiều. Bởi vì ở đó, quý vị cởi bỏ một trong những lớp thân thể vật chất. Nhờ vậy, quý vị có thể thu nhận dữ kiện tự do hơn, hay đi bất cứ nơi nào trong khoảnh khắc. Quý vị cảm thấy tự do và hạnh phúc hơn. Nhục thể này tốt cho nơi đây, nhưng trên kia, khi cởi nó ra, quý vị có thể tiếp thu nhiều hơn, tâm trí thông suốt hơn, quý vị không bị giới hạn như ở đây. Ở đây quý vị còn có não bộ, không chỉ có tâm trí thôi mà còn có bộ não. Bộ não là kẻ chuyên gây phiền phức. Quý vị cần nó để sống ở thế giới này, nhưng nó gây quá nhiều rắc rối, lý do là vậy. Vì thế mà chúng ta khó tin tưởng minh sư hoặc khó thực hành theo giáo lý. Quý vị biết điều đó, nhưng đôi khi không chịu làm. Quý vị biết rất rõ ràng nhưng rất dễ quên, bởi vì hàng ngày làm việc hoặc sống trong thế giới này, mọi người, công ăn việc làm, bạn bè hay không phải bạn bè, người yêu, họ cứ tấn công quý vị tới tấp với những suy nghĩ, tư tưởng và lời nói của họ, những rắc rối và trở ngại của họ, và rồi quý vị bên Thượng Đế hoài. Ngay cả những lúc ngồi thiền, quý vị cố gắng tưởng nhớ Thượng Đế, quý vị dành thời gian cho Thượng Đế mà họ vẫn đi vào, Thượng Đế chỉ biết đứng ngoài nói. Khi nào mới tới phiên ta, quý vị ngồi đó nhớ tới bà vợ nói gì với mình sáng nay, cô bạn gái la gì mình hồi trưa, việc gì mình làm chưa tốt, kỳ tới phải làm thế nào, cậu con trai làm khổ mình ra sao, cô con gái mình, bất cứ gì, bạn mình, đồng nghiệp mình, đầy ắp trong đầu. Thượng Đế muốn ngủ một góc nhỏ trong trái tim quý vị cũng thật là khó. Ngài luôn bị chèn ép. Trời ơi, đông quá, đông quá. Đôi khi linh hồn mệt mỏi nên rời khỏi thân thể, rồi quý vị nằm đó. Linh hồn chán ngán, đi xa, chơi một chút, tự do một chút, thế giới này là như thế. Mặc dù vậy, tôi vẫn bên cạnh quý vị. Cho nên đừng lo là lên trên kia quý vị không thấy tôi. Bất cứ gì Thượng Đế ban cho quý vị hoặc bất cứ hoàn cảnh nào, Ngài đặt quý vị vào đều tốt cho quý vị. Bất cứ tài năng gì Ngài phú cho đều tốt cho quý vị. Bất cứ những gì quý vị trải qua, tốt hay xấu, đều tốt cho quý vị. Mặc dù bây giờ quý vị không thấy, quý vị sẽ thấy sau hoặc phút giây lìa trần. Đừng lo, mọi việc đều hoàn hảo. Thật vậy, chỉ là chúng ta không thỏa mãn với điều gì đó, nên Thượng Đế đôi khi phải thay đổi cho chúng ta, chẳng hạn như có rất nhiều đau khổ và con người đôi khi đi quá xa vào hướng phủ định. Họ bị lực lượng phủ định ảnh hưởng quá nhiều, bởi vì Satan cũng cố chiếm đoạt linh hồn để linh hồn ở lại đây mãi. Nhiều người bị trói buộc ở địa cầu do sự hấp dẫn, do sự ràng buộc vào những thứ ở thế giới này. Không phải mọi linh hồn có thể lên thiên đàng, nhớ vậy. Vì vậy mà tôi dặn quý vị hãy cẩn thận làm công việc của mình, hoàn thành bổn phận để có thể trở lại trên đó. Cũng đừng bám vào vật chất thế gian, chúng chỉ là dụng cụ chúng ta dùng để học hỏi, không phải để bám vào. Cũng như thuyền bè, quý vị dùng để đi qua sông, quý vị không đội nó lên đầu mãi chỉ vì nó giúp quý vị qua sông. Tất cả đèn dự phòng đều phải tắt hết. Có một số thiết bị có đèn chờ thì mình tắt đi, thí dụ như điện thoại, khi nào sạc đầy rồi thì mình rút cổ cắm ra, hoặc là tắt công tắc điện báo đi, như vậy tiện hơn là cắm ra cắm vào. Nhưng mấy thứ khác như là tủ lạnh hay gì đó thì không cần rút ổ cắm ra ngoài. Cắm bình thường thôi, không cắm vô ổ cắm có đèn báo. Vì đèn báo, nếu mà cả khách sạn đều bật thì hao điện lắm. Không phải vì mình không phải trả tiền,
mình vẫn phải tiết kiệm, không phải chỉ vì vấn đề tiền bạc thôi, mà còn về môi trường, về công đức của mình. Quý vị bảo vệ được cái gì, mình sẽ được công đức từ việc đó, nhất là nếu đó là công quỹ chung. Trong một bài pháp mà Đức Phật nói trong cuốn này, bất cứ ai trộm cắp đồ của tăng đoàn, của Phật hoặc là tăng đoàn, tức là đoàn thể xuất gia, thì điều đó rất là tệ, rất tệ hại, rất khủng khiếp. Không phải chỉ là nghiệp chướng bình thường mà nghiệp chướng nặng kinh khủng. Bởi vì trộm cắp đã là tệ rồi, nhưng trộm cắp từ cộng đồng, những người tu hành lại càng tệ hơn, khủng khiếp. Nghiệp chướng này giống như địa ngục, cho nên không phải là tôi kiểm soát hoặc sai lệnh quý vị. Có điều quý vị nên nghĩ tới môi trường, nghĩ tới người khác. Nếu tất cả người giàu có khả năng trả tiền điện và dùng điện nhiều thì người nghèo không có, quý vị cũng có hiểu điều này chứ? Chúng ta sống trong cộng đồng, thế giới là một cộng đồng, chúng ta tiết kiệm những gì có thể để người khác cũng được có một chút cơ hội để dùng. Không phải vì mình trả tiền rồi mình bừa bãi dùng bất cứ gì, quăng tùm lum phung phí đủ thứ. Bất cứ gì mình dùng ở địa cầu này phải cẩn thận. Càng dùng nhiều từ địa cầu này, chúng ta phải trả càng nhiều, không phải chỉ có tiền thôi, mà còn nghiệp chướng nữa, nghiệp chướng khủng khiếp sẽ đến. Có hiểu điều này không? Rồi nếu phải đầu thai lại vì lý do gì đó, quý vị sẽ bị thiếu thốn tất cả những gì mà kiếp trước quý vị phung phí gấp bội phần. Không phải như là phung phí điện một tiếng thì kiếp sau quý vị. Không phải vậy đâu, quý vị có thể thiếu nhiều năm. Cho nên bất cứ gì tôi dạy quý vị hãy thực hành. Dù mấy trăm năm sau tôi không giảng nữa, nếu quý vị thực hành những gì tôi nói, tích lũy từ thử nghiệm bên trong hoặc bên ngoài, thì đời sống của quý vị sẽ tốt đẹp hơn nhiều, nhiều lắm. Không phải là cho tôi, quý vị không cần phải vâng lời tôi, điều đó không làm gì tốt hơn cho tôi. Có điều quý vị nên làm người tốt trên địa cầu này, làm người biết quan tâm, thương yêu, tử tế và bảo vệ. Bảo vệ môi trường tức là bảo vệ người khác, bảo vệ con cái mình và con cái của con cái của con cái của con cái quý vị đó, có hiểu không? Vạn vật có liên quan với nhau, chứ không phải là một người ở đây, không phải chỉ quý vị thôi. Mình tự biết trong đời sống mình muốn cái gì, tất cả những gì mình làm cho mình ngồi thiền ngày càng tốt thì mình nên làm. Báo chí cũng có thể coi được, TV cũng có thể coi mà phải chọn lựa đàng hoàng, không phải lúc nào cũng coi. Thường thường, nếu mình coi TV, mình ngồi đó luôn. Nhiều khi mình biết cái này dở, xấu mà cũng cứ ngồi đó, bấm tới bấm lui, rồi cứ ngồi hoài không chịu đi. Tới một lúc nào đó giật mình tự nhủ, ồ, bậy bạ quá, tôi phải đi bây giờ. Thành khó vậy đó. Không phải chỉ hai cấm. Mình biết tầm bậy mà vẫn cứ ngồi đó coi hoài, đổi tới đài này hết đài khác. Đổi tới đổi lui, đổi tới mỗi tay luôn rồi đứng dậy. Coi những cái đó thường thường không có ích gì. Coi những cái ích lợi thì cũng được. Có khi có những tờ báo tốt dạy dỗ những điều thường thức trong đời sống thì cũng được. Chứ không phải không nên coi. Mà nếu mình không có đủ kỷ luật thì khỏi coi cho rồi. Tại vì biết báo nào nên đọc bây giờ, coi chỗ tốt, rồi lại cũng nhảy vô chỗ xấu coi. Đầu óc mình cứ thu thập những chuyện xấu hoài rồi sợ. Cũng như ví dụ, quý vị xem một phim khủng bố, khi về nhà quý vị ngủ không được. Nhiều khi đi ra ngoài trời tối cũng sợ phải không? Nó ảnh hưởng mình chứ. Bất cứ gì làm cho mình hèn nhát hoặc là đẳng cấp mình hạ xuống thì đừng nên coi. Phương pháp là như vậy. Cái nào làm cho tinh thần mình thoải mái, giúp đỡ thân thể và tinh thần của mình thì cái đó tốt. Cái nào làm cho mình sợ hãi, biến thành con người yếu hơn người của mình thì cái đó không tốt. Thành ra đừng coi những phim khủng bố này kia. Nó làm cho mình yếu người đi, tại sao mình phải thành người yếu đuối sợ sệt? Dù là trong một đêm, hai đêm cũng làm cho đẳng cấp của mình đi xuống. Trong thi tập Người Tình Thiên Cổ của Ngài, rất nhiều bài thơ dường như miêu tả tình thương cho một người trải qua nhiều kiếp sống và đôi khi tình yêu đó không dễ dàng hay suôn sẻ. Có bao giờ dễ đâu.
Thưa sư phụ, xin ngài cho biết tại sao linh hồn lại chọn con đường này, có phải là để phát triển tình thương vô điều kiện không? Ngài có nghĩ rằng tình yêu thực sự là điều duy nhất không? Có phải chúng ta luôn gặp cùng một người yêu đời đời kiếp kiếp không? Nếu đúng vậy, tại sao lại có duyên sâu đậm đến thế? Thưa sư phụ, ngài có thể chia sẻ với chúng tôi người tình thiên cổ của ngài được không? Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi viết bài thơ cho người tình thiên cổ của tôi? Vậy nếu tôi biết về cảm giác của chú vện thì cô nghĩ tôi cũng là một chú vện sao? Hoặc bài thơ về con lợn trong tập thơ của tôi thì cô nghĩ tôi cũng là lợn con sao? Tôi xin nói, thơ không phải lúc nào cũng diễn tả cảm xúc của bản thân, nhưng bây giờ chúng ta không nhất thiết phải trải qua điều đó để học hỏi. Tình thương vô điều kiện, đó chỉ là sức hút của nhân quả. Không phải luôn cùng một người tình mà mình gặp đời đời kiếp kiếp, mặc dù là có thể có như vậy. Đôi khi có nhiều người, đôi khi chỉ là những kẻ thù từ tiền kiếp, quý vị sẽ ngạc nhiên. Những kẻ có thù oán từ tiền kiếp phải giải quyết êm đẹp với nhau trong kiếp này bằng tình thương. Đó là lý do họ gặp nhau và thậm chí yêu nhau nữa. Nhưng con người khó mà nhận ra, khó phân biệt được ai là ai, bởi vì sự hội ngộ với người tình cũ lẫn kẻ thù xưa đều có sự hấp dẫn mãnh liệt như nhau đối với chúng ta, nên chúng ta có thể chọn lầm người như chọn kẻ thù xưa làm bạn đời. Thật ra, sự hấp dẫn giữa kẻ thù với nhau đôi khi còn mạnh hơn là người yêu. Vì vậy, tiếc xét ái tình luôn bền lâu hoặc có kết thúc hạnh phúc. Quý vị biết điều đó mà, nếu là kẻ thù thì là để hóa giải những lỗi lầm trong quá khứ chúng ta đã gây ra với người đó, hoặc người đó gây ra cho chúng ta. Thoa dầu lên vết thương của ký ức về quan hệ xa xưa để tình thương hàn gắn mọi nỗi đau quá khứ và hóa giải khuynh hướng trả thù. Đó là cách các linh hồn làm hòa với nhau để thăng hoa lên đẳng cấp tâm linh cao hơn, để xóa đi dấu vết phủ định trên hành tinh của họ và tăng thêm từ trường vĩnh cửu vào địa cầu. Tất cả đều liên quan với nhau. Rồi quý vị sẽ ngạc nhiên khi thấy những người quanh mình, chẳng hạn như thân bằng quyến thuộc, người yêu, đều khác nhau về phẩm chất thân thiện. Tôi gọi đó là FQ để dễ nhận biết. Có người nhiều FQ hơn, nghĩa là nhiều phẩm chất thân thiện hơn, hoặc phẩm chất EQ, nghĩa là phẩm chất thù nghịch hơn. Nhưng dĩ nhiên chúng ta có thể thay đổi điều đó. Cần thời gian rất lâu, cần một khoảng thời gian, cần tình thương để hoán chuyển từ EQ sang FQ, từ thù sang bạn. Nhưng chúng ta phải phù hợp với nhau. Chúng ta phải phối hợp với nhau, chúng ta phải cố gắng hết sức cả đôi bên để hoán chuyển thù thành bạn. Cần sự hợp tác của cả hai người. Lúc ban đầu rất khó khăn biết ai là bạn, ai là thù. Cần thời gian rất lâu và sự quan sát nhạy bén mới nhận ra được. Quá trình đó có thể rất đau khổ. Thường thì chúng ta nhận ra quá trễ, bởi vì kẻ thù thường có khả năng khiến chúng ta tin rằng họ sẵn lòng giúp đỡ và giống như bạn bè. Bình thường là bạn bè, nhưng đến khi có sự cố quan trọng xảy ra thì quý vị mới thấy bản chất thật của họ. Họ gây rắc rối cho quý vị, quấy nhiễu quý vị để quý vị không đạt được mục đích hay không làm tròn công việc. Những điều như vậy hoặc gây rối trong gia đình. Ngay cả đệ tử của Minh Sư không phải ai cũng có phẩm chất FQ. Những người theo Minh Sư, một số lớn đáng kinh ngạc là có phẩm chất EQ, nghĩa là phẩm chất thù nghịch. Những người này ở đó rất dễ gây rắc rối trong nội bộ hoặc gây trở ngại cho đời sống của Minh Sư, hoặc trở lại gia nhập vào đoàn thể của Minh Sư để chuộc lại lỗi quá khứ của họ vì họ đã làm hại vị Minh Sư hoặc hại ai đó trong tiền kiếp. Bây giờ họ trở lại để chuộc lỗi lầm. Cho dù họ trở lại để chuộc lỗi lầm, vị Minh Sư đó vẫn phải chịu đựng rất nhiều, phải đau khổ rất nhiều để gánh chịu nghiệp chướng người này.
nhất là nếu người đó làm hại vị minh sư trong kiếp trước. Nghiệp trước đó vô cùng nặng nề, rất khó khăn và không ai có thể cứu họ ngoại trừ minh sư. Nhưng đối phó với hàng đệ tử có phẩm chất EQ này rất khó khăn, chính họ cũng gặp khó khăn. Mặc dù họ có cố gắng, nhưng họ luôn bị vướng mắc vào nghiệp chướng quá khứ, bị lôi kéo vào vòng đen tối và hành động phủ định hết lần này đến lần khác, theo những hình thức khác nhau nhưng tương tự như hành động trong tiền kiếp, có thể chỉ là ít mãnh liệt hơn thôi. Đa số các vị minh sư chân chính đều chịu đau khổ hoặc chết vì những đệ tử có phẩm chất EQ này. Một số minh sư có khoảng 60% đệ tử là có phẩm chất EQ. Một số minh sư có khoảng 30 hoặc 40 đệ tử này, bình quân trong đời các ngài. Nếu các ngài may mắn thì sẽ có nửa này nửa kia. Cho dù vị minh sư biết những đệ tử nào đó có phẩm chất EQ tái sinh, nhưng các ngài hiếm khi từ chối những người này vì lòng từ bi. Bởi vì các ngài là người duy nhất có thể giúp họ, cho nên, thí dụ như trong lịch sử của Cơ Đốc giáo, Suda bán đứng Chúa Giêsu và Đề Bà Đạt Ma nhiều lần hãm hại Đức Phật. Có một câu chuyện ở Trung Hoa, tên cuốn truyện là Tam Quốc Diễn Nghĩa, một trong những kiệt tác văn học của Trung Hoa. Những đệ tử hay người có phẩm chất EQ này, họ không cần phải cố ý làm những gì trong đời này, họ thậm chí có thể hãm hại minh sư trong vô hình, làm cho ngài bị bệnh đau ốm hoặc làm những chuyện gây ra rắc rối, ngay cả việc dính líu đến pháp luật, bất hòa trong đoàn thể ảnh hưởng đến sự an bình của minh sư, hoặc xen vào cản trở sứ mạng của vị minh sư trong lúc này. Dù không cố ý, nhưng họ cứ làm vậy vì thói quen của nghiệp chướng, bị nghiệp chướng lôi kéo, nghiệp lực rất mạnh, luôn lôi kéo họ. Nếu họ không đủ mạnh, nếu không tu hành tinh tấn, không nghe theo lời chỉ dạy của minh sư, thì họ sẽ luôn là hạt sạn trong giày của minh sư. Như quý vị thường nói, tương tự như vậy với người gia đình, đó là do nhiều gia đình không hạnh phúc. Có một chung chuyện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, có một người rất có trí huệ tên là Khổng Minh. Ông là quân sư, rất đắc lực cho nhà vua, bởi vì công việc của ông chưa xong, ông vẫn còn cần sống, nên ông muốn kéo dài tuổi thọ thêm 12 năm nữa để giúp cho vị vua trẻ. Thành ra ông chuẩn bị lập đàn, có một số tế lễ nghi thức kéo dài tuổi thọ. Có thể là thật, tôi chưa thử qua, nhưng thứ này được gọi là bạch thần thông hay hát thần thông. Bây giờ ông chuẩn bị 12 chiếc đèn tượng trưng cho việc kéo dài tuổi thọ thêm 12 năm. Nhưng trước khi ông hoàn tất việc tọa thiền cho điều này, thì một trợ tá của ông bước vào vụng về làm tắt một cây đèn. Điều này có nghĩa là việc hy vọng kéo dài tuổi thọ của Khổng Minh bị dập tắt. Ông biết mình không thể ở lại lâu hơn nữa, nên ông bắt đầu chuẩn bị lo hậu sự. Khổng Minh, vị vương sư này biết người phụ tá này không tốt cho mình. Ông biết điều này từ lâu rồi, ông biết ngay từ lúc ban đầu rồi, nhưng vì ông cần người này để làm công việc, và vào giây phút cuối anh ta bước vào, ông không thể tránh được, nên không lâu sau ông chết. Bây giờ để trả lời câu hỏi của cô về người thình thiên cổ của tôi, cho dù tôi có một người đi nữa thì với cô có ích gì? Ai sẽ tin tôi đây? Đa số con người trên cõi đời này đều bị bụi quên lãng che mờ. Giờ chúng ta đã cứu vãn địa cầu, hay địa cầu đã được cứu vãn một thời gian rất là dài. Tất cả chúng ta nên cố gắng hướng vào bên trong, tập trung nhiều hơn nữa vào sự kết nối linh hồn bằng đẳng cấp thiêng liêng bên trong, cầu xin sự tha thứ của thiên đàng. Hãy từ bi hơn, khiêm tốn hơn, biết ơn hơn đối với sự khoan hồng của thiên đàng, và làm thêm nhiều việc tốt cho thế giới. Càng làm tốt cho thế giới, quý vị càng thêm được nhiều điều tốt. Càng ban phúc hạnh phúc cho người khác, quý vị càng được thêm hạnh phúc, chứ không phải quý vị giúp đỡ người khác rồi đó chỉ là công việc của quý vị. Không phải vậy. Mỗi công việc, mỗi nỗ lực quý vị làm để giúp đỡ người khác sẽ được đền bù gấp nhiều ngàn lần trong công đức của quý vị.
Hiện tại chúng ta có thời gian, địa cầu vẫn tồn tại, chúng ta có thời gian. Chúng ta nên nghĩ nhiều về khía cạnh tâm linh, tự tánh của mình và kết nối với khía cạnh này. Đừng quá đắm chìm vào tiện nghi vật chất, lòng tham, những thứ vô thường khác. Thiên đàng luôn luôn hiện hữu bên trong ta. Nếu chúng ta hướng vào trong và câu thông. Ma Vương không thích khi quý vị tới tụ họp tọa thiền, phá hoại sự kìm kẹp của hắn ở vài nơi trên địa cầu. Quý vị ngày càng phát triển còn hắn thì bị dồn vào một góc. Hắn không thích chút nào, thế là hắn cứ quấy nhiễu những người xung quanh tôi để họ làm phiền tôi vì không ai làm được như vậy. Sư phụ có cho rằng Ma Vương bây giờ đang mất quyền hành không? Đang suy sụp, phải, kẻ bại trận, ngã quỵ nhưng chưa rời đi. Vì có người mời mọc hắn, có người thích hắn, lý do là vậy. Có người thương hắn, mời mọc hắn bằng cách không mời điều tiện lành. Căn nhà bỏ không thì ai cũng có thể vào chiếm giữ. Nếu con người giữ tâm cho thiện lành, chỉ mời sự thiện lành tới thôi thì Ma Vương không thể bảo được. Nhưng không may họ không làm như vậy. Chúng ta không thể làm gì được hắn, bởi vì trên cơ bản hắn không làm gì sai hết. Như tôi đã nói, hắn chỉ tạo ra cọp và tạo ra thỏ ở bên cạnh con cọp, rồi cọp ăn thỏ. Sau đó, theo cán cân công lý thì chú thỏ đã trở thành cọp hay một loại ăn thịt. Rồi có thể ăn lại con cọp kia mà giờ đây đã trở thành thỏ hay gà hay bất cứ con gì. Tôi cũng nói rằng loài vật có một số tùy cảnh giới cao xuống để giúp đỡ loài người, một số đến về nghiệp chướng nhân quả cũng như con người vậy. Thế giới này rất phức tạp. Tôi đã nâng tất cả linh hồn lên rồi, tối thiểu cảnh giới thứ ba, nhưng bây giờ họ được kết nối bằng một sợi dây giống như con rối. Tất cả chỉ đang làm việc bằng đầu óc, còn linh hồn đã tự do rồi. Vì tất cả quý vị đã được tự do từ lúc tâm ấn, quý vị chỉ còn kết nối linh hồn cho tới ngày quý vị ra đi. Đến khi sợi dây đó bị cắt thì quý vị ra đi vĩnh viễn. Hiện tại đa số người địa cầu cũng vậy, nhưng họ sẽ không lên cảnh giới thứ năm như quý vị, không đâu. Tối đa họ đến cảnh giới thứ ba cao hoặc thậm chí thứ tư, nhưng ít xa họ không bị đọa địa ngục. Thật ra, mỗi chúng ta đều là một vị Phật, một đấng Thượng Đế, ít nhất cũng là một phần của Thượng Đế, một phần của toàn bộ, bất cứ cái gì là một phần của toàn bộ, nghĩa là cùng phẩm chất. Cho nên, chúng ta là Thượng Đế Tí Hon và chúng ta là Minh Sư. Nhưng vì quý vị tạo cho mình tình trạng và hoàn cảnh riêng để phát triển và để nhận diện địa vị Minh Sư của mình, vì thế quý vị đau khổ rất nhiều và phải trải qua rất nhiều tình trạng và phẩm chất không mấy thánh thiện, giống như mang theo bên mình một thứ phẩm chất không thánh thiện và làm nhiều việc được gọi là không thánh thiện. Chúng ta tự buộc mình chịu đau khổ, thiên tai, tâm tối để chúng ta có thể biết được sự trái ngược với phẩm chất của Thượng Đế. Như vậy chúng ta mới có thể tự nhận lại với tất cả sự vinh dự và vẻ vang rằng ta là Thượng Đế và không có một cái gì tốt hơn ta, vì ta đã thử qua rồi. Tôi đã nói rồi, vì vậy tôi cũng có nói với quý vị là chúng ta không thể ép buộc kẻ khác trở về với Thượng Đế nếu họ không muốn, vì họ đã đặt ra một kế hoạch khai ngộ cho chính họ, một dự án trở về thiên quốc của riêng họ. Tuy nhiên là Thượng Đế thì dĩ nhiên lúc nào chúng ta cũng có thể ngưng lại. Thường thì chúng ta không làm vậy, bởi vì là Thượng Đế chúng ta giữ lấy kế hoạch của mình, chính mình còn tạo ra những kế hoạch mới nữa. Cho nên nếu khôn ngoan thì chúng sẽ tạo ra một tình trạng mới và không giữ tình trạng cũ, hoặc tạo thêm một tình trạng mới để dù rằng vẫn giữ cái cũ, chúng ta vẫn thấy dễ chịu hơn khi có thêm kế hoạch mới. Từ kế hoạch mới này sẽ sinh ra những cơ hội mới, hoàn cảnh mới để chúng ta có thể trở về thiên quốc nhanh hơn những người khác. Nhưng thường thì rất khó, một khi chúng ta đã từ bỏ lực lượng của mình để đi vào vùng tâm tối của tạo hóa thì rất khó mà lấy lại được ánh sáng, phải mất rất nhiều công lao. Thí dụ, một ông vua từ bỏ vương quốc của mình để lại cho người khác và nhường ngôi cho người khác,
dù chỉ tạm thời, sau một thời gian 20 năm, 10 năm, rất khó trở lại mà nói rằng: ê, ngươi biết không, hồi xưa ngai vàng thuộc về ta, bây giờ hãy bước xuống mau. Sau 20 năm, chắc chẳng còn ai nhớ quý vị trước khi là vua nữa, và quý vị làm sao có thể đến gần vương quốc mà không có giấy thông hành, chỉ chuyện đó thôi, hay là phiếu chiếu kháng, rồi ai cho quý vị là gần hoàng cung, đừng nói chỉ đến việc bước lên ngai vàng, bảo ông vua hiện thời đi xuống ngay. Chưa đến gần nhà vua, quý vị đã bị bỏ tù rồi, bị rắc rối còn hơn trước nữa. Có lẽ quý vị cũng bị mất hết tiền bạc trong cuộc hành trình đó, ngay cả về nước cũng không được, nói chỉ đến việc tới đứng ngai vàng và phục hồi vinh quang và quyền lực của mình. Dĩ nhiên, trên thiên quốc, không có ai ngồi trên ngai vàng của quý vị, giữ đó và không trả lại cho quý vị. Chỉ là tình trạng trên đường ngày càng tệ nếu quý vị không cố nhớ lại mình là ai, dù quý vị có cố gắng cũng khó. Quý vị làm sao nhớ tới Thượng Đế trong khi ngày nào vợ con cũng cần có bánh mì và nước để sống? Ngay chính quý vị cũng cần những thứ tối thiểu để sinh tồn. Có những trường hợp thật kinh khủng, quý vị không thể nhớ tới Thượng Đế nếu bao tử cứ gào bên trong: ồ, đói quá, ta muốn ăn. Tiếng gọi của dạ dày sẽ lớn hơn tiếng nói của Thượng Đế, ngay cả tiếng quán âm. Cho nên một khi chúng ta đã rời thiên quốc rồi thì khó mà nhớ lại được. Nhưng rốt cùng, linh hồn nào rồi cũng trở về với sự vinh quang, lâu hay mau, tùy vào sự ước muốn của linh hồn đó. Có linh hồn muốn trở về sớm hơn, nhưng cũng có những linh hồn quyết định ở lại lâu hơn, dù phải chịu khó khăn và đau khổ, để sáng tạo thêm, học hỏi thêm những chiều hướng phẩm chất trái ngược phẩm chất của Thượng Đế, để khi trở lại họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn, tự tin hơn về bản chất thật của họ. Đây là những bậc minh sư vĩ đại, có nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều lực lượng hơn, tài giỏi hơn và biết nhiều kỹ thuật hơn. Những vị minh sư này đã biết làm một số, làm chủ số mệnh của họ, và chính họ đã tìm lại thiên quốc và lực lượng của chính họ, nhưng họ vẫn quyết định trở lại thế giới ta bà lần này đến lần khác để giúp những linh hồn đang cần giúp đỡ nhiều hơn những linh hồn bình thường. Có những linh hồn đặt ra nhiều chông gai cho chính họ, không ai được chọn cùng một con đường. Các linh hồn không bắt chước nhau trên cuộc hành trình của họ. Đôi khi linh hồn chọn con đường vô cùng khó khăn, chông gai để đi, và họ phải trực diện với rất nhiều rắc rối, rất nhiều đau khổ, cực nhọc, và đôi khi họ chọn công việc không thể thực hiện nổi. Họ cần một vị minh sư đặc biệt, nếu có một vị minh sư như vậy, sẵn sàng hy sinh niềm hỷ lạc và hạnh phúc của mình, xuống để cùng những linh hồn này đồng hành, đồng cam, cộng khổ. Đôi khi quá đau khổ tới mức linh hồn không thể chịu nổi nữa, nó sẽ gào lên: cứu con, cứu, cứu con. Dù tiếng gọi của linh hồn rất rất là yếu, vị minh sư cũng nghe được. Nếu đó là tiếng gọi của con tim, thì minh sư sẽ đến, thậm chí không cần tâm ấn. Dù thời điểm của linh hồn đó chưa tới và không thể gặp minh sư trong xác phàm, vị minh sư cũng xuất hiện trong vô hình, trong giấc mơ hoặc trong thể nghiệm bên trong để giữ linh hồn đó. Bởi vì linh hồn nào cũng cần sự giúp đỡ trong lúc trải qua cuộc hành trình vào thế giới tâm tối khủng khiếp như vậy. Không phải là bóng tối bao trùm thế giới này hoặc âm phủ, mà là chúng ta tự đặt mình vào bóng tối để nó bao phủ linh hồn mình, bao phủ trọn cuộc hành trình hay một phần của hành trình, để chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng dù nó ở ngay trước mặt. Cho nên linh hồn trong những trường hợp khẩn thiết kêu cứu và vị minh sư hay thượng đế luôn luôn ở gần, không bao giờ một linh hồn đi một mình trong bóng tối cả. Luôn luôn có sự hỗ trợ của những chúng sinh gọi là thiên thần bảo hộ, những vị minh sư đẳng cấp cao. Tùy hoàn cảnh mà linh hồn đó vướng phải rắc rối tới cỡ nào thì cấp cao hơn hay thấp hơn sẽ được gửi tới để giúp đỡ. Những trường hợp thông thường thì chỉ cần thiên thần hay thánh thần hộ vệ. Những trường hợp khó khăn hơn, nguy hiểm hơn thì vị minh sư phải tới, minh sư có đẳng cấp cao nhất, phải tới trong trường hợp khẩn cấp nhất. Nhưng đôi khi nếu linh hồn đó gây quá nhiều khó khăn cho chính mình, ý nói là trước khi xuống thế giới này,
Cho tới khi đi vào tình trạng khó khăn này thì nó đã sa vào tâm tối rồi, sa vào sự đau khổ rồi và xa cách đã quá lâu. Bởi nó đã tạo ra quá nhiều rắc rối hoặc tạo ra quá nhiều đau khổ cho những linh hồn khác bằng cách đó, bằng cách từ chối sự thánh thiện của mình. Nó đã tạo ra quá nhiều đau khổ, quá nhiều cái gọi là tội lỗi, nên có cảm giác không xứng đáng, không được giúp đỡ, vì vậy nó cũng không cần cứu. Cho nên mới có một thứ gọi là địa ngục, nhưng không vĩnh viễn. Không có địa ngục nào là vĩnh viễn, nhưng đối với chúng ta, những linh hồn cô đơn và đang đau khổ thì địa ngục là bất tận. Mỗi giây phút đau khổ đối với bất cứ một linh hồn nào đang lâm vào tình trạng đó đều là bất tận. Nhưng theo nghĩa khác, nó cũng đúng, bởi vì khi đau khổ thì thời gian kéo dài rất là lâu, thật là khủng khiếp. Mỗi khi bị đau hoặc bị giải phẫu thì trời ơi, thấy như muốn chạy ra khỏi chỗ đó bất cứ lúc nào nếu được. Khi quý vị bị băng bó đầy mình, hai tay bị cột trên giường, hay bị cột vào dây của bình tiếp nước biển, hay bình lấy máu treo lủng lẳng trên người, vì muốn lấy những máu thừa chảy ra vì từ vết thương để khỏi làm tắc nghẽn các bộ phận cột đầy mình, trời ơi, quý vị cảm thấy như bị ngộp thở vậy. Chuyện này xảy ra với tôi cách đây 2 tuần nên tôi biết nói thế nào. Bây giờ vẫn còn rõ ràng trong đầu. Tôi nói không muốn gặp bác sĩ nữa, không bao giờ, thà chết còn hơn. Dù sao đi nữa, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù linh hồn có tự tạo ra những trường hợp tệ cách mấy cho chính mình đi nữa, mỗi linh hồn đều là một minh sư, là Thượng Đế, là Phật. Đừng bao giờ lầm lẫn điều này, chỉ là nó cần một thời gian lâu hơn để nhận thức địa vị Phật. Những gì chúng ta đã làm cho kẻ khác, chúng ta phải chịu như vậy, chịu cùng cảm giác và gọi đó là địa ngục. Cho nên chúng ta, những người tu hành, vì đã biết con đường của Thượng Đế, không bao giờ nên tạo những tình trạng mới để phải gánh chịu cùng những hậu quả mà chúng ta đã tạo ra. Đó là lý do chúng ta phải giữ giới, tịnh hóa thân, khẩu, ý. Không phải là vì sư phụ nói như vậy, không phải là vì Thượng Đế sẽ trừng phạt chúng ta, nhưng là vì chúng ta sẽ đau khổ và sẽ đi rất xa Thượng Đế, sẽ cảm thấy thật đau khổ và không xứng đáng. Là Thượng Đế hay một phần của Thượng Đế, chúng ta không hề sợ làm bất cứ điều gì trước khi xuống thế giới này. Chúng ta chấp nhận bất cứ vai trò giao phó nào cho mình. Là Thượng Đế, sao còn phải sợ gì chứ? Cho nên, để cho phong phú hơn, mỗi Thượng Đế phải tạo cho mình những tình huống riêng và không được bắt chước nhau. Làm sao một đấng Thượng Đế lại bắt chước một đấng Thượng Đế khác? Ngài phải làm cho lâm ly bi đát hơn, sáng tạo hơn. Nhưng nguy hiểm là ở chỗ đó. Khi đến thế giới này, chúng ta đã quên đi lực lượng và sự vinh quang của mình và luôn luôn tạo thêm điều mới, cho nên ngày càng phức tạp. Đôi khi chúng ta đau khổ vì chúng ta quên rằng đó là công việc được giao cho chúng ta, và chúng ta than phiền là không muốn làm nữa, chúng ta muốn chết, chúng ta tự tử, chẳng hạn vậy. Nhưng chúng ta phải trở lại để làm trọn công việc dở dang, bởi vì toàn cõi sáng tạo tùy thuộc vào mỗi chúng ta để hoạt động. Thử nghĩ xem, trong vũ trụ này, quý vị quan trọng đến giường nào, dù không khai ngộ đi nữa, dù không tu pháp môn Quán Âm đi nữa, dù thấp hèn đi nữa, ai cũng là một phần của toàn bộ. Vì thế, sư phụ dặn quý vị đừng bao giờ đối xử tệ với người khác, đừng bao giờ than phiền về người khác, đừng bao giờ chỉ trích họ. Điều gì về người nào mà khiến quý vị cảm thấy không dễ chịu, dĩ nhiên quý vị nói cho họ biết, nhưng không với thái độ xấu. Nói cho họ biết và sửa đổi, nếu họ không làm được thì tránh đi. Tôi không bao giờ bảo quý vị hãy thương con hổ, người hàng xóm của mình. Nếu con hổ ở cạnh nhà thì đừng có thương, đừng có tìm hổ mà ôm rồi nói là ta thương. Ta chứng tỏ tình thương của ta với muôn loài đều như nhau. Không thể làm như thế được.
Nhưng tốt nhất là chúng ta nên luôn tạo một cái gì đó để luôn nhắc nhở mình là Thượng Đế, và cũng cố gắng tạo hoàn cảnh để những người khác cũng được nhắc nhở một cách tự nhiên. Cứ việc bỏ xuống, tạo ra tình huống mới và vui hưởng trở lại. Đó là bổn phận của chúng ta, nhưng không dùng mánh khóe mà ép dụ người khác. Chỉ để họ hiểu theo lý lẽ, để họ nhớ lại, bởi vì linh hồn hiểu những gì hợp lý, và đó là công cụ duy nhất mà chúng ta có thể dùng trong thế giới này để giúp những linh hồn khác trở về thiên quốc. Đó là hiệp ước giữa mỗi linh hồn trước khi đầu thai xuống trần, rằng những linh hồn khác có thể giúp họ sớm chấm dứt cuộc hành trình, nhưng không dùng thần thông, không dùng phép lạ, như những việc họ làm ở thế giới nội tại, trong sự bí mật giữa tấm màn che. Giữa bức màn đen tối đó là ánh sáng, là thế giới nội tại của sự bình yên, hòa hợp, thần kỳ, mãn túc, toại nguyện và tình thương. Sau bức màn đó là ngôi nhà riêng của chúng ta. Bất cứ ai có lực lượng quán âm đều có thể vào sau tấm màn đó và gặp riêng với vị minh sư, với tất cả các linh hồn minh sư để được giúp đỡ rồi trở ra làm việc, tiếp tục sống ở thế giới này. Vì vậy, phần lớn khi cầu nguyện minh sư, quý vị chỉ thấy có vị minh sư bên trong giúp đỡ thôi, không người nào khác. Dù người đi đường ngồi cạnh quý vị cũng không trông thấy vị minh sư, đôi khi họ thấy nhưng rất hiếm. Mỗi phép lạ, mỗi sự giúp đỡ phải xảy ra một cách kín đáo, vì đây là sự đồng ý giữa các linh hồn. Có biết tại sao chúng ta làm được như vậy không? Vì lúc bấy giờ linh hồn đó được phép bước vào thiên quốc một thời gian, vào năm cảnh giới tâm linh thay vì ở thế giới ta bà. Nếu chúng ta không thể chịu đựng nổi thế giới này, và nếu chúng ta quên đi trí huệ của mình, quên Phật tính của mình, thì chúng ta phải bước vào trong bức màn đó, nơi nhà riêng của chúng ta, nơi mà chúng ta lấy lại được phần nào, hoặc trọn vẹn, hoặc một phần Phật tính của mình. Chúng ta bước trở vào thiên quốc, vào vòng thánh nhân, và nơi đó chúng ta có thể có cuộc họp bí mật và nói rằng: "Ôi trời ơi, công việc con khó quá, xin hãy mau chỉ cho con vài bí quyết." Dĩ nhiên, đều là những linh hồn minh sư nên chúng ta được phép bàn luận như những người lớn. Nhưng khi bước ra khỏi bức màn đen đó, một lần nữa, trở lại với bóng tối, với thế giới ta bà, quý vị không còn được làm minh sư nữa, quý vị quên ngay lập tức mình là ai. Y như ngày quý vị xuống trần vậy. Đó là một phần của hiệp ước, đó là một phần của trò chơi vũ trụ này. Cho nên, nếu quý vị hiểu hết những điều này, thì đau khổ không còn là đau khổ thật sự nữa. Nói như vậy không có nghĩa là quý vị không thấy đau khi có người đâm vào chân quý vị, bắn quý vị hoặc chửi mắng, nhục mạ quý vị hoặc muốn làm hại quý vị. Vẫn đau, nhưng nói chung thì sự hiểu biết này sẽ giúp cho chúng ta giữ được sự an bình. Chỉ có thể xác là phải chịu khổ, bộ óc phải chịu khổ, nhưng hầu như chúng ta lúc nào cũng có một sự an ổn, căn bản ở bên trong. Cho nên dù phải chịu khổ một thời gian, chúng ta cũng cười lại được ngay, gần như vậy hoặc là rất nhanh. Đó là một điều rất tốt khi quý vị nhớ lại mình là ai và đạt lại địa vị Thượng Đế. Mỗi linh hồn đã là Phật rồi, cho nên bất cứ khi nào muốn, nó cũng có thể tạo ra một cái gì đó mới mẻ cho chính mình, nếu không thích cái nó đã tạo ra trước kia. Nó có thể đi chọn con đường cũ hoặc tạo ra một con đường khác bên cạnh để tạo ra một kết quả khác, rồi nó đi con đường đó và nó không cần tiếp tục đi con đường này nữa. Một khi quý vị bước vào vòng thánh nhân, quý vị có thể bỏ hết bất cứ kế hoạch nào còn đang chờ quý vị, bất cứ kết quả hay dự án gì, những điều quý vị tính làm trước kia hoặc đã tạo ra do liên hệ nghiệp quả từ nếp sống cũ và sáng tạo cũ của quý vị. Quý vị có thể tạo nên con đường mới hoặc đi ngay bên này, như vậy con đường kia vẫn còn đó nhưng không đi, bị bỏ lại, và cỏ dại bùn đất này kia sẽ che phủ hết, không còn gì nữa. Đó là cách nghiệp chướng được trả, được bỏ lại, được đốt sạch, xóa tan, không vấn đề gì.
Vị minh sư có thể làm như vậy. Nếu linh hồn không chấp thuận thì không thể làm được. Vì linh hồn là một vị Phật, Thượng Đế, ai dám, không ai dám làm gì Phật, hoặc tìm cách ảnh hưởng Phật, và linh hồn minh sư cũng biết điều này. Cho dù lúc bấy giờ người đó nhớ mình là Phật, nhưng Phật phải tôn trọng Phật như nhau. Vì vị minh sư biết, chúng sanh không biết hoặc đệ tử không biết, nhưng vị minh sư biết điều đó, người đó là linh hồn Phật. Nên nếu người đó nói không là không. Đó là vì sao quý vị hay hỏi tôi, tại sao Phật hoặc minh sư không kéo người đó lại, dụ người đó vào tình thương, thay đổi lòng dạ người đó, dùng phép lạ? Không, không thể được, không được. Nếu làm được thì đã không cần Phật, không cần Lão Tử, không cần Chúa Giê-xu, những người khác cũng đã làm trước họ rồi. Hoặc không có ai trước Chúa Giê-xu, thì ít ra Chúa Giê-xu cũng đủ rồi. Một thôi, người con duy nhất của Thượng Đế làm là đủ rồi. Ngài đã biến cả thế giới này thành thiên đàng. Và giờ quý vị và tôi ngồi trên kia uống trà rồi, không cần phải làm việc cực khổ như vậy, hiểu ý tôi không? Vì thế mà tôi không bao giờ vội vã ép buộc người nào tu phép Quán Âm, nên quý vị đừng có lo. Thấy không? Quý vị in rất nhiều, hàng triệu 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 sách biếu với nhiều ngôn ngữ. Có bao nhiêu linh hồn đến với tôi, mỗi tháng có được bao nhiêu anh em ra đời. Mẹ của quý vị chậm chạp thật đó, đâu phải lỗi của tôi, bởi vì linh hồn đôi khi quyết định không muốn về thiên quốc sớm như vậy. Nó còn muốn tạo thêm nhiều tình huống nữa, thường thì linh hồn sẽ cố gắng tạo ra tình huống mau lẹ nhất để có thể trở về thiên quốc. Nhưng vì những sự sáng tạo không phải luôn luôn cố định, cho nên những gì quý vị tạo ra đôi khi lại sinh ra một sáng tạo khác, tình huống khác và cứ như vậy. Thượng Đế rất tự tại, Thượng Đế không phải cho mình đoán biết trước, Thượng Đế không phải là người đoán trước tương lai và nói rằng ta sẽ tạo ra cái này, nó sẽ thành cái nọ, rồi ta sẽ được cái đó và được cái kia. À, như vậy mất vui. Nhưng dù Thượng Đế biết, nhưng bộ óc và những chức năng thân thể của chúng ta không biết. Cho nên chúng ta vẫn đau khổ, vẫn còn trò chơi, vì chúng ta quên mình đang làm gì và đã làm gì. Thậm chí, mỗi ngày chúng ta tạo ra những tình trạng mới, nhưng đôi lúc chúng ta cũng không biết, rồi chúng ta trách móc láng giềng, than khổ, than cực, trách Thượng Đế. Thật ra tất cả đều là do chúng ta tạo ra. Nhưng nói quý vị hay, không có gì là bi kịch kiểu như Thượng Đế đã tạo, rất sẵn sàng và giao cho người nào đó đóng một vai, và vai đó cứ như vậy hoài. Quý vị hiểu ý tôi không? Có thể người đó đóng một người xấu được, nhưng rồi sau cùng cũng trở thành người tốt, nhưng cũng không đoán trước được. Nhưng linh hồn đó phải thật sự khát khao, phải thật sự muốn về nhà. Nếu không, mọi người đều tự tại, quý vị đi hay ở, không ai màng. Nếu mình cãi nhau với người anh em, thì hãy xin lỗi họ trước, rồi mới tới cúng dường trời, Phật. Thánh Kinh cũng nói vậy, nếu quý vị cãi nhau với người nào đó thì tới xin lỗi, không nên làm gương xấu. Nhưng tôi đã nói rồi, việc gì cũng phải hỏi mọi người. Nếu đa số đồng ý thì được, thiểu số phải yên lặng, ủng hộ. Nếu đa số phiếu bầu cho một tổng thống thì tất cả mọi người phải làm việc với tổng thống đó. Có thể họ không đồng ý với nguyên tắc chính sách của ông, nhưng vẫn phải làm việc với ông. Họ không có suốt ngày đi cầm biểu ngữ, viết phản đối. Thậm chí bên Mỹ mà còn không làm vậy. Thậm chí có lần số phiếu bầu không rõ ràng lắm, chắc có gì đó không đúng. Cho nên tổng thống này ra làm thay vì người kia. Nhưng người kia nói, được rồi, tôi nhường về lợi ích cho nước Mỹ. Họ không muốn gây phiền phức. Người tu hành lại càng phải nên uyển chuyển, hợp tác, khiêm nhường hơn nữa chứ. Quý vị có thể thắng nhưng không ai mến, đó mới là vấn đề. Vợ chồng cũng vậy, cãi nhau, mình thắng và vợ im miệng, hay là mình đúng, ông chồng im miệng, nhưng chồng sẽ thương mình không? Chồng có còn thương như ngày đầu không? Hoặc trong lòng nàng còn thương mình chút nào không? Dù nàng im mồm, nhưng chưa chắc còn thương mình nữa, rồi từ đó chiến tranh lạnh trong nhà. Cho nên hấp tấp làm gì? Phải nghĩ xem nó có đáng không?
mình nên thắng hay không cần, để làm gì, đừng có ép, ép hoài tới khi người ta chán ngấy. Nếu quý vị nói với tôi không khiêm nhường như ngày xưa là quý vị sai rồi. Quý vị đâu biết tôi phải khiêm nhường tới mức nào, toàn mấy chuyện rắc rến, vớ vẩn, đừng có lúc nào cũng ép người ta tới đường cùng. Tới mức đó, tôi vẫn không nói gì, cứ dí vào mặt mình. Có thể tôi không nói, nhưng tôi không ưa mấy kiểu người như vậy, khăng khăng một mực, mấy thứ chẳng ra gì. Sao không khăng khăng làm mấy việc tốt? Tôi dạy quý vị một pháp thiền, không có hứa gì khác. Tôi hứa là nếu quý vị tu hành đàng hoàng, đẳng cấp quý vị sẽ lên cao, và quý vị sẽ được giải thoát, không phải đọa địa ngục, không phải làm súc sanh, không phải làm ngạ quỷ. Tôi chỉ hứa vậy thôi. Không phải vì quý vị không thể lầm lỗi, nhưng nếu lầm lỗi thì nên sám hối, không nên lặp lại. Tình thương quan trọng hơn là thắng. Cho nên vợ chồng, anh chị em cũng vậy, được người ta thương mến thì tốt hơn, vui sướng hơn. Mình thắng mà chẳng ai thương thì có lợi gì đâu. Những chuyện khác nếu không phải vì đại nghĩa, nếu chỉ vì lợi lộc cá nhân, thỏa mãn bản thân, tự cao tự đại thì dẹp. Nếu không, quý vị không phải là người tu hành và sẽ chẳng đi đến đâu với cái thái độ đó. Quý vị sẽ không bao giờ tiến bộ với thái độ đó, không bao giờ. Ý tôi thật sự là không bao giờ, trừ khi quý vị sám hối. Quý vị phải thay đổi, phải khiêm nhường, không thì vô ích phí thời giờ của tôi, phí thời giờ của quý vị, phí thời giờ của mọi người. Nước mưa uống rất tốt, tiết kiệm tiền, ít nghiệp chướng, lành mạnh, sạch sẽ, tiết kiệm rất nhiều thứ, không chỉ năng lượng và môi trường. Quý vị là người được lợi ích trước tiên khi quý vị thân thiện sinh thái. Không chỉ tiền quý vị mà là hệ thống xử lý nước tốn kém cho quốc gia, những khoản tiền lớn, đôi khi phải tế chế nước. Cố gắng đơn giản hóa cuộc sống và dùng ít tài nguyên thiên nhiên hơn, dùng càng ít thì nghiệp chướng càng ít. Bởi vì nước mưa rất quý, chúng ta nên hướng lại. Quý vị có thể lọc nước mưa để uống, pha trà rất ngon, nhưng tôi không biết nước mưa ở đây sạch cỡ nào, tùy theo bụi bặm ra sao, nhưng quý vị có thể lọc. Nếu quý vị giữ được nước mưa trong bồn chứa tối màu, thì sau một thời gian nước rất ngọt, rất ngọt. Nước sẽ không bị hư nếu dùng bồn màu tối. Nước chứa trong nơi tối và được đậy kín thì uống sẽ rất ngon, rất ngọt, rất đặc biệt. Dù sao cũng nên bảo tồn nước, hiểu không? Và nếu quý vị dùng nước mưa, tóc quý vị thậm chí không cần dầu làm mềm, quần áo, máy giặt thậm chí không cần thuốc làm mềm. Da dẻ quý vị mềm mại và dịu dàng hơn cho quần áo và tóc quý vị. Mọi thứ giảm thiểu đi bác sĩ và thuốc men, vì nước mưa không có bất cứ hóa chất, không có bất cứ loại canxi hoặc chất vôi nào trong đó, đá vôi, bụi bặm, các thứ, nên cũng không cần muối làm mềm trong hệ thống nước của mình. Thậm chí không cần lọc nước với các thiết bị lọc mà họ bán để giảm thiểu canxi và chất lắng như trong máy nước. Dùng nước mưa không chỉ giảm thiểu chất hóa học và những chất độc hại, không chỉ tốt cho môi trường mà còn tốt cho quý vị. Rửa rau quả với nước mưa. Trước tiên tôi rửa với nước, rồi cho vào nước muối để ngâm một hồi. Nhưng tôi chỉ dùng nước mưa. Tôi tin rằng nước mưa có lực lượng rất lớn, nên thậm chí không cần muối nữa. Tôi chỉ cần rửa với nước mưa. Làm bất cứ gì phương hại cho ai là mình hại mình trước, luôn luôn là như vậy. Do đó mà tôn giáo nào cũng nói thương người như thể thương thân, tại vì người khác cũng là chính mình. Những gì mình làm cho người khác sẽ trở lại với mình gấp bội phần. Mọi tôn giáo đều dạy như vậy. Thành ra những quốc gia mà tôi đề cập tới, họ làm việc đúng là giỏi, thật sự thương yêu láng giềng giống như Chúa Giêsu dạy. Họ là tín đồ Thiên Chúa giáo chân chính, tín đồ Hồi giáo chân chính. Hồi giáo cũng vậy, mình giúp người. Chỗ nào mà nói là nhà tiên tri bảo giết người, cái đó không phải là lời của Ngài, không phải.
Câu đó sau này họ thêm vào lợi dụng Ngài để mà gây phiền nhiễu và khống chế. Như ngày nay, nhiều người kêu bằng Hồi giáo, họ lợi dụng tôn giáo để giết người, làm thương tật, quấy rối, bắt cóc người ta, bắt cóc con gái, cấm con gái đi học. Mấy người này không phải đạo Hồi, không phải. Cái gì đó bên trong họ muốn khống chế người khác, muốn quyền lực, muốn nổi tiếng, bất cứ gì, đây không phải là đạo Hồi, mà chỉ làm cho người Hồi mang tiếng xấu. Cho nên nhiều quốc gia họ không muốn nhận người tị nạn, vì họ nghĩ rằng người tị nạn theo Hồi giáo hết, mà đối với họ người Hồi giáo không tốt, hiểu ý tôi không? Cũng không thể trách họ được, chỉ thấy tội nghiệp cho những người Hồi giáo tốt thực sự mà họ phải chịu cộng nghiệp với những người xấu, những người lợi dụng Hồi giáo để gây bạo động, gây đau khổ, tổn thương tới người khác. Mình chỉ thấy tội nghiệp cho những người Hồi tốt. Nếu họ nhận bất cứ người tị nạn nào, ngay cả người đạo Phật, những người hòa bình, hầu như chưa bao giờ nghe nói Phật tử đi phá hoại người nào hay một quốc gia nào, có không? Từ cổ chí kim trong lịch sử, Phật giáo đâu bao giờ có chuyện Phật tử ôm bom hoặc đi tàn sát nơi nào đâu, cho nên nhận Phật tử có lẽ nó dễ hơn. Vậy mà quốc gia Thiên Chúa giáo vẫn nhận những người tị nạn xuất xứ từ Hồi giáo, tôi thật là vô cùng thán phục, biết ơn, rất đỗi vui mừng, cầu xin cho họ được gia trị gấp đôi, vậy là rất tốt, rất xuất sắc. Thượng Đế sẽ gia trì cho họ gấp bội phần, bội phần, bội phần, tôi vui quá. Mấy người này có thể là họ không nghĩ tới phước báo, họ không hiểu cái quan niệm nhân quả trong Phật giáo, nhưng họ nên biết rằng trồng nhân nào gặt quả đó. Nếu mình giúp người, công đức của mình sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, gấp năm, gấp sáu, gấp mười, nhân lên cho những thế hệ sau. Chúng con muốn biết về sinh khí, xin Ngài từ bi chia sẻ thêm về điều này với chúng con. Con người chúng ta lẽ ra có mức sinh khí cao, nhưng chúng ta đã làm bớt sự gia trì và làm bớt sinh khí do lối sống ít thánh thiện, ít yêu thương của mình, như là ăn thịt, uống rượu, dùng ma túy, thuốc lá, vân vân. Và rồi di truyền tính cứ truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau, cho nên thế hệ sau sẽ càng lúc càng ít sinh khí hơn. Rồi chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi khẩu vị của những người xung quanh, nên đôi lúc trong đám đông quý vị ăn nhiều hơn. Khi ăn một mình quý vị không cảm thấy, quý vị không ăn nhiều quá như vậy, nhưng khi ăn với đám đông quý vị thấy rất ngon, nên quý vị ăn nhiều hơn. Đó là lý do duy truyền tính cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên hiện tại con người trung bình cần ăn rất nhiều, bởi vì họ còn rất ít sinh khí. Mức sinh khí trung bình của con người hiện tại chỉ có 20%. Mức sinh khí cao nhất của con người là có khoảng 80-135%. Mức thấp nhất khoảng 17%, nhưng có lẽ cũng vì họ có cơ hội để chọn nhiều thức ăn hơn, nên họ ăn nhiều hơn là cơ thể đòi hỏi. Nhưng mức sinh khí cao hơn không nhất thiết có nghĩa là đẳng cấp tâm linh cao hơn. Tới một mức độ nào đó, điều này không có nghĩa là đẳng cấp tâm linh cao hơn. Vậy hãy xem như Master Chin 2, 662% sinh khí vào ngày 10 tháng 8. Bây giờ đã hàng ngàn lần trên mức này, nhưng Ngài vẫn ăn một lần một ngày, ăn súp hay gì đó, nhưng không có khẩu vị gì nhiều nữa. Bây giờ Ngài ăn rất ít, bởi Ngài có rất ít sự lựa chọn cho dù Ngài muốn. Có nhớ danh sách hòa bình và tình thương mà tôi cho quý vị. Ngài ăn ít hơn vậy nữa, ít hơn thế, bởi vì danh sách tôi cho quý vị vẫn còn một số có ít cảm giác. Không phải tất cả đều không có cảm giác, nên Ngài chỉ chọn những loại không có cảm giác mà loại này ít. Hai ba loại sau, trái dưa, dưa leo chỉ khoảng đó thôi. Có một phụ nữ Nga đã phát trên truyền hình SMTV, bà hơn 60 tuổi, bà ca hát và làm những việc này và bà trông rất hồng hào. Bà có 180% sinh khí. Vị thánh Ấn Độ chúng ta gọi như vậy có 272% sinh khí. Chẳng lạ gì, ông không ăn, không uống. Yogananda, khi Ngài còn sinh tiền có 92% sinh khí bên trong Ngài. Mức sinh khí cao không nhất thiết có nghĩa là đẳng cấp tâm linh cao,
Một số thánh nhân vẫn ăn để gieo duyên với chúng sinh trên địa cầu. Giờ đến với các bạn thú. Nhiều bạn thú có nhiều sinh khí hơn con người hiện tại. Con người chúng ta trước kia có nhiều sinh khí hơn, chúng ta không cần ăn thứ gì cả. Chúng ta có thể bay, nhưng bây giờ không thể. Chúng ta bị giới hạn vào mặt địa cầu và ăn rất nhiều thứ nhưng vẫn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Nhưng loài vật vẫn giữ được hầu như các mức sinh khí nguyên thủy. Đó là lý do đôi khi họ có thể sống mà không cần thức ăn trong một thời gian lâu. Thậm chí loài gấu ngủ 3 tháng mùa đông, hay loài cáo, hay những loài vật khác 3 tháng không ăn, không uống. Và chim cánh cụt đứng đó 2 tháng, chờ bà vợ trở về, ấp những cái trứng 2 tháng trong tình trạng như thế và không ăn, không uống mà họ vẫn không sao. Nhưng chúng ta thì sẽ chết. Hầu như mọi người sẽ chết trong hoàn cảnh đó. Hoặc loài vật, họ có thể sinh tồn với rất ít thức ăn. Giờ quý vị biết là tại sao rồi ha? Tôi sẽ đọc cho quý vị mức sinh khí của một số loài vật. Voi, thí dụ trong tỷ lệ 100, voi có 132%. Chẳng lạ gì, họ chỉ ăn cỏ và trở nên rất to lớn. Chúng ta ăn rất nhiều thứ mà không lớn bằng một nửa con voi, ngựa. 131%, quý vị thấy họ chỉ sống bằng cỏ khô hay thậm chí cỏ xanh, bò. 130%, hươu cao cổ. 133%, lừa. 131%, ngỗng. 93%, khỉ. 92%, gà. 12%, cá voi. 170%, cá heo. 123%, thỏ. 64%, hải cẩu. 63%, gấu bắc cực. 62%, sóc. 19%, rùa. 115%. Những số lượng này chỉ đến ngẫu nhiên. Chúng ta nhảy từ gấu bắc cực qua sóc, từ lớn đến nhỏ, không có thứ tự như vậy. Vẹt màu, một trong những loại vẹt màu trắng hay màu hồng gọi là cockatoo, như là con vẹt của tôi, tên là Mirabeau. 63%, vẹt đuôi dài, thí dụ màu xanh, màu bạc. 64%, con vẹt như là Sunny. Trung bình, chó có 94%, như nếu họ ăn thịt, sinh khí sẽ thấp hơn, dĩ nhiên, như Hermes. Chó của tôi có 94%, bởi vì chú không bị mất, vì chú ăn thuần chay. Chó Rottweiler như Goody thông thường có 93%, đó là lý do họ hơi hung hăng một chút, ăn rất nhiều. Nhưng Hermes rất thích ăn. Chó Mantis như Benny 92%, mèo trung bình có 33%, đó là tại sao họ đi săn. Cọp 22%, sư tử 21%, beo đốm 18%, chim cánh cụt 62%, chuột 18%, ong 6%, đây chỉ là thí dụ. Con người trung bình chỉ có 20% sinh khí, ít hơn cọp. Thưa sư phụ, chúng con có nên bớt ăn để có thêm sinh khí không? Quý vị ăn theo sự đòi hỏi của cơ thể và đầu óc, bằng không quý vị luôn nghĩ đến thức ăn, thậm chí không thể ngồi thiền, và khi thiền, linh ảnh đến thì thành bánh mì, mì sợi và thực phẩm ăn liền, bánh mì, thịt thuần chay. Nếu muốn thử, bớt một chút lần lần, một chút, xem như thế nào. Vấn đề là nếu quý vị làm được thì làm, nếu không làm được thì cứ tiếp tục như bình thường. Quý vị biết người ta ăn kiêng ra sao không? Họ chỉ lên cân gấp 2 lần sau đó. Tôi lo chuyện đó, chúng ta có nhiều lựa chọn ở thế giới này. Vũ trụ không cứng nhắc, không nhàm chán như quý vị nghĩ, cho nên tùy quý vị quyết định những gì mình muốn làm và muốn gánh vác bao nhiêu gánh nặng và trách nhiệm. Quý vị có thể làm miễn không phương hại đến người khác. Thượng đế có một vài điều lệ, nhưng chúng ta tự mình chọn lựa, nếu không thì thật là chán. Nếu mọi việc đều được định đoạt trước, chúng ta có thể thay đổi, nhưng phải làm những thay đổi tốt thì không sao. Thí dụ tôi có cái hộp khăn giấy này trong tay, tôi có thể giữ nó để dùng riêng, hoặc tôi có thể thảy cho người nào đó cần, hai hay ba người gì đó. Tôi có thể thảy ra nhiều hướng, tôi cũng có thể ném nó vào thùng rác, rồi không ai có thể dùng được. Nếu giữ nó, thì tôi là người duy nhất có thể dùng nó. Tuy nhiên, người khác có thể dùng những giấy này nếu tôi để mỗi nơi một ít. Như thế, tôi có nhiều sự lựa chọn. Tùy tôi quyết định, như vậy cũng được.
Không thể nói là Thượng Đế an bài cho tôi ném hộp khăn giấy này cho một người nào đó, không thể như vậy được. Tôn giáo nào cũng đề cập đến ý chí tự do. Ý chí tự do này đôi khi làm phương hại đến nhiều người và cho chính chúng ta nữa, và khiến chúng ta luân hồi. Nếu chúng ta làm một quyết định tốt, thì kết quả sẽ tốt và chúng ta nhận được lợi ích. Nếu không, chúng ta sẽ phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề, khiến cho chúng ta khó chịu và rất mệt mỏi, tệ hơn nữa. Chúng ta phải trở lại để sửa chữa những điều mình đã làm sai, để đền bù những thiệt hại mà mình đã làm, hay những mất mát mà chúng ta đã gây ra cho người khác. Nó là như vậy, thật vậy. Không có gì thật sự là tốt hay xấu trong vũ trụ này cả. Và chúng ta sẽ phải nhọc sức với sự luân hồi. Mỗi lúc chúng ta đến đây đều có nhiều chướng ngại, không nhất định là chúng ta có thể sửa chữa những điều chúng ta làm sai trong thời gian chúng ta trở lại. Do đó, chúng ta phải tiếp tục mãi mãi cho đến khi chúng ta sửa hết tất cả. Và điều này đôi khi phải mất hàng ngàn, ngàn năm. Con nhớ sư phụ nói cả vũ trụ đã được sắp đặt sẵn. Một sự tốt rụng cũng là do thánh ý. Con thắc mắc là sự tiến bộ tâm linh có phải cũng giống như vậy không? Thí dụ như những phấn đấu, trở ngại mà mình gặp trên đường tu hành và bao lâu mới vượt qua được, có phải tất cả những điều này đều đã được định trước? Không phải. Có Thượng Đế an bài và cũng có sự lựa chọn. Về sự tu hành thì tất cả đều tự do. Thật ra không phải là Thượng Đế an bài, nhưng cũng là sự an bài của nhân quả. Bởi vì khi họ nói vậy, ý họ là mọi chuyện đều cố định tùy theo định nghiệp. Tôi cũng nói là có hai loại nghiệp. Một là nghiệp tồn kho, một là định nghiệp. Định nghiệp thì mình phải trải qua, nghiệp tồn kho sư phụ giúp mình đốt. Cho nên nghiệp nào đã định rồi thì mình phải tiếp tục phấn đấu, phải trả. Nhưng sự gia trì về tâm linh sẽ giúp chúng ta vượt qua những định nghiệp nặng, làm cho nó nhẹ bớt, làm cho nó dễ hơn, cho chúng ta gánh vác và san bằng. Rồi mình càng tu hành thì sẽ càng dễ dàng thanh toán nghiệp chướng hơn và đỡ cảm thấy đè nặng bởi định nghiệp. Tất cả những gì về vật chất và tình cảm đều thuộc về định nghiệp cả, nhưng lực lượng tu hành là ở trên tất cả. Cho nên càng tu hành, quý vị càng có thể giải quyết được một số định mệnh của mình, hạnh phúc của mình. Chúng ta có thể nỗ lực nhiều hơn để tiến bộ mau hơn, dĩ nhiên, nếu không tu hành làm chi, cái gì cũng định rồi thì chúng ta cũng chẳng cần tu nữa, cứ ở đó chờ thôi, đúng không? Con hỏi câu này là vì lúc trước có lần con muốn tiến bộ nhanh, nhưng dù cố thiền và cầu nguyện rất nhiều, con vẫn không thể nhanh chóng vượt qua những trở ngại, cho nên con bất mãn với sự tiến bộ của mình. Ồ, đừng bất mãn. Cô cố gắng rất nhiều, phải hãnh diện về mình mới đúng. Làm người ở đây chúng ta thật bất lực. Chúng ta sinh vào thế giới này với đôi bàn tay trắng, và chúng ta phải phấn đấu với mọi thứ bệnh tật, đủ thứ vi trùng, đủ thứ hiểm nguy ở thế giới này để có thể trưởng thành. Rồi khi trưởng thành lại bị đủ thứ bối cảnh xung quanh biến mình thành nô lệ của thế giới, khiến mình quên quê hương tâm linh của mình. Mặc dù vậy, quý vị vẫn thoát ra, vẫn rất khôn ngoan, biết đây không phải nhà mình, biết phải làm gì và theo đuổi con đường tu hành, rồi cố hết sức để chống chọi lại những nghịch cảnh đang gài bẫy xung quanh mình. Quý vị nên hãnh diện về chính mình. Vấn đề không phải là tiến bộ bao nhiêu, mà là quý vị cố gắng bao nhiêu, mạnh mẽ tới mức nào. Không như làm ăn buôn bán. Có phải là đẳng cấp mình đạt được trong kiếp này cũng đã được định trước khi mình xuống thế giới này? Không, không, cái đó không. Thượng Đế để cho quý vị tự kiếm được. Nhân loại tiếp tục làm nhiều điều xấu từ thuở xa xưa, cho nên rất khó xóa nhòa những vết xấu trong nhân tố di truyền của họ. Bởi vì đôi khi chúng ta được sinh ra với thân thể đã được ghi khắc nhiều thông tin tốt cũng như xấu bên trong. Bản thân mà chúng ta bị buộc thừa hưởng mà không được gì tránh được. Mỗi ngày chúng ta xóa đi một ít, rồi sẽ không còn dấu vết phủ định nào trong tế bào. Khi đó,
chúng ta mới có thể làm việc tốt. Do đó, mặc dù có Phật tánh, có Thượng Đế bên trong, quý vị vẫn phải tranh đấu với những dấu ấn của tế bào di truyền này. Đó là lý do quý vị phải làm việc chậm chạp. Và đó là tại sao quý vị làm những điều phủ định mà đôi khi thậm chí ngược lại ý mình. Bằng không, dù chúng ta muốn làm điều tốt mà không tọa thiền, không có lực lượng Thượng Đế tẩy sửa các dấu vết của tế bào di truyền, chúng ta không làm được gì nhiều. Đó là lý do thế giới mới như thế này. Đó là lý do nhiều người muốn làm điều tốt nhưng không tranh lại được dấu vết phủ định này, đã sinh ra ngay cả trước khi chúng ta vào thân thể này đã có nó rồi. Giờ quý vị hiểu tại sao phải tọa thiền và phải trường chay để không cộng thêm dấu vết phủ định vào nhân tố di truyền xấu có sẵn. Quý vị có đủ những thứ xấu rồi, không cần thêm nữa. Ngay cả việc quý vị không thể tọa thiền lâu, đó cũng là nhân tố di truyền. Quý vị có lẽ sinh vào một thân thể mà kiếp trước không hề tọa thiền. Có thể là từ đời tổ tiên, chưa ai trong gia đình đó tọa thiền. Và đôi khi quý vị không thể sinh vào gia đình thích hợp bởi vì ngày nay họ dùng thuốc ngừa thai, họ phá thai này kia, cho nên quý vị phải nhảy vào bất cứ gia đình nào và phải chịu nhân tố di truyền xấu, đó là tinh xấu. Nhưng tinh tốt là chúng ta có thể xóa được những nhân tố di truyền đó qua thiền quán ánh sáng và âm thanh. Vì vậy mà chúng ta có mặt ở đây. Quý vị nghe nói rằng Phật đã là Phật trước khi giáng trần, nhưng Ngài phải thiền định đến 6 năm. Và Chúa Giê-xu là con của Thượng Đế, nhưng khi đến đây Ngài phải lang thang mười mấy năm để học với các vị thầy khác nhau, và Ngài phải thiền định trong sa mạc trước khi có thể trở ra và thành vị minh sư hoàn mỹ. Quý vị biết tại sao không? Vấn đề với nhân tố di truyền không phải bởi vì chúng ta tốt hay xấu, chỉ là vấn đề với công cụ mà chúng ta thừa hưởng. Công cụ đó đôi khi không phải thứ chúng ta muốn, cho nên hãy tha thứ cho mình, nhưng phải luôn cố gắng lại. Tôi thích khí, dưỡng khí từ cây. Tôi thích nhìn khung cảnh xanh tươi, quý vị không biết, chứ nó ảnh hưởng mình rất nhiều. Họ có hai trường học, một trường có cây cỏ xanh tươi, một trường không có gì hết, thì thấy khác biệt rất lớn giữa hai học trò của hai trường. Các em khỏe mạnh hơn, thông minh hơn, tập trung giỏi hơn, học tập dễ dàng hơn. Các em tập trung được lâu hơn, không dễ bị phân tâm và ngoan ngoãn hơn. Bởi vậy, mình phải bảo vệ cho môi trường sống, vì nó bảo vệ cho mình. Cây cối không nói gì, nhưng âm thầm tỏa ra một sự thanh bình, tĩnh lặng, dưỡng khí từ cây giúp cho tâm mình thanh tịnh. Thử tưởng tượng nếu mình không có đủ dưỡng khí về phương diện khoa học thì nó như vậy đó. Nhưng trước khi biết những nghiên cứu khoa học này, tôi đã cảm thấy là cây cối tốt cho mình. Tôi cảm thấy thật dễ chịu khi ở dưới bóng cây. Ngay cả chó của tôi cũng tìm cách kiếm một gốc cây để cổ cạ cạ, hay này làm này nọ, hay là nằm dưới bóng cây nó mát hơn và cảm thấy an bình hơn. Cho dù địa cầu tồn tại, thì tự trồng trọt thực phẩm cho mình vẫn tốt. Thực phẩm mình trồng sẽ lành mạnh hơn, có từ trường của quý vị và sẽ rất tốt cho quý vị. Sẽ ít bạo lực hơn, thậm chí ít nghiệp xấu hơn, ít giết hại dung đất, đại khái vậy. Cũng rất tiết kiệm và cũng rất vui khi nhìn thực phẩm mình trồng lớn lên bởi sức lao động của chính mình. Như vậy sẽ giống như sống theo thánh kinh. Kiếm thực phẩm bằng mồ hôi trên trán sẽ rất hay. Làm sao quý vị biết là người ta thích thiên đàng hay không? Họ không thích, không phải ai cũng thích. Lúc tôi ở Malai, chính phủ xây rất nhiều tòa nhà đẹp, cao hơn, sạch sẽ hơn, vệ sinh hơn, rồi cho người dân ở miễn phí. Họ là người Hồi giáo, họ tin tưởng sự chia sẻ, miễn phí cho họ hoặc tiền thuê thấp. Và người ở khu nhà bẩn với tấm thiết vào những ngày nóng và sống với điều kiện thiếu vệ sinh
Nhưng sau đó họ dời trở lại. Họ nhớ chỗ cũ, bước ra ngoài là đất và họ thích vậy. Họ không thích sống trong nhà cao tầng, họ không muốn. Chuyện đó xảy ra, không phải ai cũng thích nhưng có xảy ra. Cho nên, năm đời giải thoát cũng phải tùy ý muốn của họ và tùy ý chí của quý vị ảnh hưởng họ bao nhiêu. Nếu quý vị thiền và quý vị cũng cho họ thêm sức mạnh, nâng họ lên, cho họ sự thay đổi trong tâm thức để họ có được sự thức tỉnh bên trong nhiều hơn. Dĩ nhiên, quý vị phải mạnh, phải là một nhịp cầu tốt để người ta bước qua. Nếu cầu của quý vị lắc lư, họ sẽ sợ không dám đi qua. Trong năm cảnh giới này, trong thế giới hoặc vũ trụ này, năm vị Thượng Đế đó là mạnh nhất, không ai hạ được họ. Họ có nhiệm vụ bảo vệ quý vị, nhưng dĩ nhiên quý vị phải được lực lượng minh sư giới thiệu đến họ, thì nó sẽ hiệu nghiệm. Danh vô cùng quan trọng, rất có lực lượng. Cho dù ở trong địa ngục, nếu quý vị nhớ đến, quý vị sẽ thoát ra được, bởi vì đây là lực lượng sức mạnh. Trong năm cảnh giới, họ là vua, thế nên ai nghe đến tên họ cũng đều quỳ xuống, rồi không ai có thể động tới quý vị. Đó là một sự bảo hộ thực sự, không chỉ trong đời sống vật chất mà còn ở địa ngục và thiên đàng. Bất cứ nơi đâu, bất cứ vũ trụ nào quý vị đến, bởi vì có lẽ quý vị có được dễ dàng. Và tôi thường không quảng cáo nhiều về nó như cách họ làm trên TV, nên quý vị nghĩ không là gì cả. Không phải vậy, đó là cơ hội trong hàng triệu, triệu, triệu kiếp. Hãy trân quý nó. Người ta đôi khi không thanh khiết, và khi quý vị ở gần họ, quý vị cũng trở nên không thanh khiết tới mức độ nào đó, hay thậm chí hoàn toàn, ít nhất là phân nửa không thanh khiết. Hãy cố gắng tự bảo vệ mình với hồng danh Thượng Đế mà tôi đã dạy quý vị. Mỗi khi nghĩ tới những điều không thanh khiết mà quý vị nghĩ là không thanh khiết, thì hãy lập tức tránh xa từ trường tư tưởng hoặc hành động đó. Rồi quý vị trì niệm hồng danh Thượng Đế và cầu xin sự giúp đỡ. Các thiên thần có ở đó giúp nếu quý vị cầu nguyện. Lúc làm việc, hãy luôn niệm hồng danh bảo vệ mình. Nếu không, thế giới này quá ô nhiễm và lực lượng hủy hoại quá mạnh, chúng ta có thể bị hại bất cứ lúc nào. Bất cứ ai giúp công việc truyền pháp cho tôi, trong bất cứ cách nào, nhưng không thì Quán Âm, ít nhất một tiếng mỗi ngày và không niệm hồng danh, thì người đó chắc chắn sẽ có vấn đề. Đó là vì nếu chúng ta không dùng lực lượng Quán Âm để tự bảo vệ và không dùng các hồng danh để xây dựng bức tường rào bảo vệ từ trường của mình, thì chúng ta sẽ luôn ở trong vùng ảnh hưởng của Ma Vương và bị trà trộn với Ma Vương. Quý vị niệm chậm theo tốc độ mình muốn, như là cứ 2-3 phút một câu, bởi vì quý vị cũng cần tập trung, không nên niệm nhanh quá. Quý vị cũng cần tập trung và hãy niệm chậm rãi, rồi quý vị thiền. Nó sẽ trở thành thói quen, đừng đợi đến khi thiền mới niệm hồng danh, hãy niệm suốt ngày. Hồng danh giữa bất cứ gì quý vị ngồi thiền, quý vị tập trung vào đầu óc, mắt trí huệ, nghĩ những điều tốt và niệm hồng danh trước khi đi ngủ. Làm như vậy tối thiểu, chúng ta cũng giảm được ảnh hưởng của bầu không khí phủ định xung quanh. Ở thế giới này, dù mình không nghĩ xấu đi nữa, bầu không khí trong gia đình, xã hội vẫn ảnh hưởng tới chúng ta, làm chúng ta cảm thấy buồn bã, ngu si, hồi hộp, thiếu nhân từ. Mỗi khi nhớ tới hồng danh của Thượng Đế, chúng ta được ban cho sự thanh khiết, thánh thiện và giá trị. Trong ánh sáng và trong âm thanh, quý vị sẽ tìm thấy tất cả những phẩm chất của Thượng Đế. Giống như trong nước và thức ăn, quý vị sẽ tìm thấy tất cả sức mạnh và sự dinh dưỡng cho toàn thể cơ thể và bộ óc. Thức ăn không cần nói chuyện, chỉ cho quý vị thôi. Ánh sáng và âm thanh không cần ngôn ngữ, không cần hành động, nhưng cho quý vị tất cả những dinh dưỡng về tâm linh, đó là thức ăn tâm linh của chúng ta. Rất khó để được quả vị Phật, bởi vì hầu hết những người tu hành không thể chặt bỏ ngã chấp của mình, nên họ chỉ đạt được cảnh giới Atula hoặc Thánh Nhân. Ngã chấp bao gồm những thành kiến và quan niệm thế gian mà chúng ta đã thu thập qua nhiều kiếp. Chúng ta lên án những điều xấu, điều tốt và nghĩ rằng mình đã học hỏi hết tất cả những gì mình cần biết.
Bởi vì thế giới đã cho chúng ta đủ sự giáo dục, cho nên minh sư không có gì nhiều để dạy chúng ta. Đây là chỗ sai lầm của chúng ta. Không có một thứ gì mà không buông bỏ được, tất cả đều do thói quen, bởi vì chúng ta bám vào đó quá nhiều. Khi đứng ở chỗ nào, chúng ta cứ đứng đó mãi, không muốn di chuyển. Khi quen với người nào, chúng ta chỉ muốn giữ chặt anh ta, không muốn thay đổi. Nếu vợ chồng có được mối quan hệ tốt đẹp, thì đương nhiên họ nên chung thủy với nhau. Tuy nhiên, nếu lỡ anh ta hay cô ta chết đi hoặc không còn thương yêu mình nữa, thì chúng ta phải duy trì cái tâm bình thường, chứ không nên đánh mất chính mình chỉ vì người đó hay vì bất cứ điều gì. Khi bị đau buồn quá, có phải chúng ta thường quên mất niềm tin không? Khi chúng ta vì một người mà bi ai quá đỗi, chúng ta sẽ quên đi là vạn vật đồng nhất thể, quên rằng bản lai vô nhất vật, quên rằng vạn vật đều cùng một nơi mà ra. Chúng ta không nên bám víu vào hình tướng của một người. Khi hình tướng đó tiêu tan, thì người đó sẽ đi đến một nơi khác, hay chọn cho mình một hình tướng khác. Cho nên trên thế giới này, nếu chúng ta có đánh mất điều gì cũng không nên quá bi thương. Không chừng ngày mai chúng ta sẽ có được một thứ có giá trị hơn nữa. Người Trung Hoa chúng ta có câu chuyện Tái Ông Thất Mã mà quý vị đã đọc đi đọc lại gần nát sách, vậy mà cũng chưa hiểu là trong khổ đau và tai nạn đều có điều tốt hay sao. Mỗi lần tôi đi giải phẫu hoặc bị bệnh thật sự là một điều tiêu bớt nghiệp chướng rất nhiều, tôi cảm tạ lắm. Điều này quý vị không tin đâu, thậm chí đôi khi tôi nói, nếu thật là tiêu tai, tiêu nạn, tiêu nghiệp chướng được nhiều như vậy thì hãy để tôi bệnh nhiều hơn chút nữa cũng không sao. Tôi thật sự vui. Đương nhiên khi bị đau bệnh không chịu nổi, quá đau, đau đến nỗi có khi phải kêu la, nhưng đó không có nghĩa là tôi đau buồn hoặc không vui vẻ chấp nhận tình trạng đó. Không, cho dù rất đau, tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận. Thượng Đế làm việc theo cách riêng của Ngài. Ngài sẽ giúp chúng ta tiêu nghiệp chướng vì Ngài đã để cho chúng ta mang nhiều rắc rối như vậy. Ngài sẽ giúp chúng ta một tay, cho xe đến, cho người khác đến để khuân vác chùm hành lý của chúng ta. Cho nên khi có tai nạn, có bệnh khổ, chúng ta không nên oán than mà phải cảm ơn Thượng Đế. Không có bệnh khổ thì quả vị của chúng ta không thăng cao được vì nghiệp chướng của chúng ta quá nhiều. Cho dù chính mình không có nghiệp chướng thì chúng ta vẫn có nghiệp chướng của chỗ tổ tiên mình vậy. Chúng ta phải làm việc với nhau bởi vì địa cầu có rất nhiều nghiệp chướng, không phải mẹ địa cầu, không phải địa cầu, mà là người địa cầu sống trên đó. Có nghiệp chướng rất nặng nề, do đó bất kỳ gì chúng ta muốn làm để giúp họ đều tạo rất nhiều rắc rối, khơi dậy rất nhiều sự vay trả của nghiệp quả. Mọi việc xảy ra luôn luôn tốt nhất cho chúng ta, nhưng chúng ta mong đợi cách khác. Chúng ta nghĩ, nếu Thượng Đế thương yêu con, Ngài cho con tiền bạc, một người vợ đẹp, một người chồng tốt, công việc làm ưng ý, con cái ngoan, không bao giờ bệnh hoạn, nghèo đói, không bao giờ gặp phiền phức. Không phải lúc nào Thượng Đế cũng giúp đỡ chúng ta theo cách đó. Ngài giúp trong nhiều cách khác nhau và luôn là vì sự lợi ích tốt nhất. Có tiền không nhất thiết là một điều may. Chúng ta may mắn vì chúng ta có đủ để tiếp tục sống và có lực lượng tâm linh để nương tựa. Trong lúc gặp rắc rối, trong lúc tuyệt vọng, nhiều người không có được một chút những gì chúng ta có. Cho nên chúng ta phải luôn cảm ơn. Khi cảm ơn Đấng Thiêng Liêng, chúng ta cũng câu thông với Đấng Thiêng Liêng, không chỉ khi chúng ta thiền. Chỉ là nếu quý vị không tuân thủ luật nhân quả, quý vị sẽ đau khổ trong đời này, hoặc quý vị sẽ trì hoãn sự thăng hoa tâm linh, hoặc quý vị sẽ ở lại một đẳng cấp tâm thức thấp hơn. Thay vì chẳng hạn như lẽ ra quý vị lên đỉnh cảnh giới thứ 5, nhưng vì không tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức của con người và cố ý phạm thêm nghiệp mới thì có lẽ quý vị không thể lên cảnh giới thứ 5. Có thể quý vị chỉ lên cảnh giới thứ 3, thứ 4 còn tùy. Đó là điều đáng tiếc. Quý vị được phép phạm lỗi lầm đôi lúc để học hỏi. Lần tới quý vị sẽ nói, ồ, điều này sai, không sao, đừng lo. Quý vị không thành Phật qua đêm, phạm lỗi không sao, hãy tha thứ cho mình và cố gắng lại.
Quý vị không bao giờ biết đó là sự lỗi lầm. Đôi khi điều đó đã vạch định để quý vị làm theo cách đó, hay tách rời mình khỏi tất cả trách nhiệm, miễn là quý vị không cố ý làm, chỉ để đi ngược lại giáo lý của sư phụ hay gây hại gì đến người khác, vậy thì không sao. Chúng ta không tham những gì không thuộc về mình. Chúng ta không cố tình tìm cách biến tài sản của người khác thành tài sản của mình. Điều đó khác. Nhưng khi gặp khó khăn, quý vị không thể cứ ở ngoài đường và chịu đói chỉ vì sư phụ nói đừng nhận tiền của người khác. Tôi không có dạy quý vị cực đoan và quá khích. Tôi dạy quý vị đừng nhận từ người khác, hãy giữ mình trong sạch và thuần khiết. Quý vị kiếm tiền đủ dùng và tiêu xài những gì mình có, đó là một phẩm chất tốt. Nhưng đó không có nghĩa là quý vị phải hy sinh mạng sống vì điều đó. Mạng sống quý vị đáng giá hơn phẩm chất sạch sẽ chẳng hạn. Nhiều khi chúng ta phải phán đoán với trí huệ và tùy hoàn cảnh. Thí dụ Chúa Giêsu nói, người ăn cắp bánh mì vì đói thì không có tội, nhưng đừng luôn luôn lên án người ăn cắp khi vợ con họ sắp chết và họ đánh cắp chỉ vài ổ bánh mì, không phải vậy, hiểu không? Chúng ta không quá cứng nhắc, không phải dùng trí huệ mà suy xét, chúng ta không thể quá khích. Đó không phải là điều tôi muốn dạy quý vị. Thí dụ, tôi có nói nhiều người đừng có vợ bé chẳng hạn, nhưng trước khi thọ tâm ấn họ đã có hai vợ rồi. Dĩ nhiên, họ phải ở luôn như vậy. Tôi không muốn làm đau lòng người. Nếu tôi nói người chồng, giới luật của tôi là thế này, chỉ một vợ thôi, giờ anh bỏ một, chọn người thứ nhất hay người thứ hai, không phải vậy. Trong trường hợp đó, tôi nói, không, không sao, cứ giữ như vậy, tại sao làm đau lòng người ta, không cần thiết khi hoàn cảnh đã như vậy. Với sự thiện hành và tiếp xúc thâm sâu, chúng ta sẽ sớm khám phá ra rằng mọi việc đều có sự an bài. Mọi việc đều tốt đẹp dưới ánh mặt trời, Thượng Đế chăm sóc từng chi tiết nhỏ cho mọi sinh mạng. Chỉ khi nào câu thông được với Thượng Đế, lúc đó chúng ta mới hiểu được Thượng Đế đã an bài cho mình những hoàn cảnh nào tốt. Ngài đã chăm sóc cho mình về phương diện nào và đã ban cho mình những lợi ích gì. Cho nên luôn nhớ rằng nếu không có điều gì mình thích, thì nên thích điều mình có, đó là cách để tìm hạnh phúc trong đời. Cho nên đừng nghĩ đến tương lai, đừng nhớ về quá khứ, học hỏi từ quá khứ nhưng đừng bám vào đó. Đó là cách để được hạnh phúc. Mọi hoàn cảnh đau khổ là do chúng ta gây ra, hay người bên cạnh chúng ta, bởi vì đa số người bám vào quá khứ và hiện tại, họ quên sống. Chúng ta phải sống từng giây phút, mỗi giây phút là một sự mộ nhiệm, mỗi giây phút đều có những việc mới. Có điều gì đó mới chờ đợi chúng ta và chúng ta phải thưởng thức. Chúng ta có thể vui hưởng từng giây phút, vậy tại sao phải làm cho đời mình đau khổ? Bất kể là gì, bây giờ chúng ta đã có trí huệ, chúng ta nên biết rằng không có gì có thể thật sự phiền hà mình quá nhiều. Cho nên bất cứ khi nào gặp khó khăn, dù là bản thân quý vị hoặc với bất cứ người thân nào hoặc bất cứ việc làm nào hoặc bất cứ công việc nào, bất cứ gì, quý vị cứ ngồi xuống thiền và vấn đề sẽ trở nên rõ ràng hơn, và rồi quý vị sẽ biết cách giải quyết hoặc vấn đề sẽ tự nó biến mất vào đúng lúc. Đôi khi chúng ta hoảng sợ, thật vậy, bởi vì thế giới dường như đè nặng chúng ta với điều gì đó, hoặc thời gian nào đó, hoặc đòi hỏi nào đó, và chúng ta hoảng sợ và nói, ôi, Chúa ơi, tôi không làm được. Tôi chỉ còn một ngày nữa, hoặc nửa ngày nữa, và tôi thật không muốn làm điều gì khác. Tôi muốn làm điều này ngay bây giờ, nhưng mấy việc khác níu kéo tôi. Nhưng rồi, sau khi chúng ta thiền một thời gian, thế giới rút lại sự đòi hỏi từ chúng ta, hoặc vấn đề cứ bỏ đi nơi nào khác, và rồi chúng ta hoảng sợ vô ích. Cho nên cứ giữ bình tĩnh, cứ phớt tỉnh và rồi mọi việc sẽ ổn thỏa. Khi quý vị cười, đó có nghĩa là não bộ quý vị cười, và khi một cơ bắp ở đây cử động, tất cả các tế bào ở đây nối liền với toàn thân. Nên khi thấy tế bào ở đây cử động và tất cả các tế bào biết là bây giờ cười, bây giờ vui vẻ, và rồi những điều khẳng định sẽ đến thậm chí. Khi quý vị ép mình cười, cho nên
Càng cười càng mỉm cười thì càng tốt hơn cho quý vị. Một vị thánh không vui là một vị thánh áo não. Họ nói vậy ở Đức. Vậy có ích gì khi là một vị thánh áo não? Như vậy không tốt cho họ. Tôi cố gắng tối đa để làm cho họ cười và họ quen với điều đó. Nhiều người không biết cười nghĩa là gì, nhất là những người có gia đình bảo thủ, nam hay nữ. Cười lớn là cho thấy quý vị thiếu tư cách, quý vị để lộ cảm xúc, quý vị yếu đuối, bị chinh phục. Cho nên quý vị phải che giấu cảm xúc, đè nén tiếng cười của mình. Đừng cười, đừng khóc, đừng để lộ gì cả, làm người ta sợ. Cho nên khi lớn lên họ quen như vậy rồi, truyền thống gia đình đó cứ tiếp tục truyền xuống, rồi con cái lớn lên không dám cười nhiều. Cho nên khi chúng ta cười, thậm chí một cái gượng ép, các tế bào khác nhau tạo ra một kỳ vọng vui vẻ. À, bây giờ là lúc cười. Mỗi người đều như hoa nở rộ và toàn bộ cơ thể phản ứng trong trạng thái vui vẻ, và rồi khiến cho quý vị trẻ trung và thư thản. Người ta nói vậy, điều đó hợp lý và khiến quý vị trẻ trung và rạng rỡ, và mọi bệnh tật thuyên giảm. Đọc sách của sư phụ mỗi ngày không khác gì đi dự buổi thuyết giảng của sư phụ. Điều đó cho quý vị sự gia trì và khai mở trí huệ. Quý vị cũng nên thường xuyên nghe băng thuyết pháp của sư phụ. Ví dụ, nếu quý vị ngủ không được hoặc có vấn đề gì làm cho quý vị lo lắng thì mở băng thuyết pháp của sư phụ. Nếu trước khi đi ngủ quý vị đọc sách hoặc nghe băng thuyết pháp của sư phụ thì khi thức dậy quý vị sẽ cảm thấy khác hẳn. Quý vị cũng có thể dùng sách sư phụ để gối đầu ngủ. Người thời nay có rất ít thời giờ rảnh rỗi, dùng sách của tôi làm gối ngủ có thể giúp quý vị học hỏi tốt hơn. Sau khi đọc sách của tôi xong, thường thì quý vị không nhớ được bao nhiêu, nhưng nếu dùng những quyển sách này làm gối ngủ, quý vị sẽ nhớ được nhiều hơn. Vì vị minh sư sẽ dạy quý vị, và lúc đó quý vị ngủ thì dễ dậy hơn, vì đầu óc sẽ ít bướng bỉnh hơn. Tôi sẽ đào nhiều lỗ trong não bộ quý vị và đi vào nhanh hơn. Đương nhiên quý vị vẫn cần phải đọc sách, nếu chỉ dùng sách làm gối ngủ thôi thì cũng vô ích. Mỗi ngày quý vị nên đọc ít nhất là một đoạn. Hàng ngày thân thể chúng ta cần thực phẩm, tương tự vậy linh hồn chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng. Quý vị cũng có thể nghe băng thâu âm của sư phụ, như vậy sẽ giúp quý vị tu hành tiến bộ nhanh hơn. Mỗi ngày quý vị cần đọc hoặc nghe những lời giảng dạy hay những đạo pháp cao cả, chứ không phải chỉ đó ngồi thiền là đủ. Nếu không quý vị sẽ không biết tại sao mình lại ngồi thiền. Nếu không biết mục đích thì quý vị sẽ không có kết quả tốt. Trong tâm sẽ không có một sự khao khát, đầu óc sẽ không đủ thanh tịnh để nhập định và không đạt được trí huệ sau đó. Mình ngồi thiền thì tất cả mọi người, mọi vật, mọi thứ xung quanh đều được lợi. Mà người lợi ích nhất là mình, đó là điều tốt nhất. Mà làm cho mình phương thuốc hay nhất để bồi bổ thân thể mình, lực lượng mạnh nhất để bồi bổ đầu óc. Nếu không, chúng ta sẽ không ổn định. Những gì tốt chúng ta cho là xấu, xấu thì cho là tốt. Chúng ta sẽ dễ bị ô nhiễm bởi nghiệp chướng của người khác và bị kéo xuống. Đẳng cấp rớt rất nhanh, dù không rớt cũng rất khó tiến bộ. Tâm trạng sẽ không được vui vẻ, và bất cứ điều gì chúng ta làm đều không thuận lợi cho lắm. Người ta có lỗi với mình nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua, không thể suy nghĩ gì cho minh bạch được. Và thiền định không có nghĩa là quý vị ngồi đó lâu, nhưng quý vị phải hội nhập toàn thân vào trong pháp hội, vào trong thiền định. Càng ngày càng nhiều hơn, càng nhiều sẽ càng tốt hơn cho quý vị. Quý vị sẽ nhận được mọi sự đều không sao. Nếu mình giúp người khác, Thượng Đế sẽ không làm mình thất vọng. Hãy nghĩ đến điều đó và chăm sóc người khác trước, rồi chắc chắn Thượng Đế sẽ chăm sóc mình. Mặc dù tôi dạy quý vị niệm Phật hiệu và quán ánh sáng, nhưng nếu quý vị không quán âm thanh thì cũng không hiệu nghiệm. Lý do là vì niệm Phật hiệu và quán ánh sáng cũng là cộng thêm đồ đạc mà thôi. Dù rằng những thứ cộng thêm này có thể kiềm chế được những thứ khác và làm cho chúng ta quên đi phiền não ở đời. Chúng ta có thể dùng những Phật hiệu tốt lành này để kiềm chế những tư tưởng tạp nhạp, ngăn cản không cho nó gây ra phiền phức. Như vậy không có nghĩa là chúng biến mất hoặc được rửa sạch vì niệm Phật hay niệm danh hiệu A-di-đà Phật,
Không, chúng ta cộng hàng vạn lần Phật hiệu, lặp đi lặp lại mỗi ngày để kiềm chế tạp niệm, sau đó dùng quán âm thanh để sửa, sửa luôn tất cả Phật hiệu đó. Thật ra, âm thanh không thanh lọc mà chỉ nâng chúng ta lên cao, thăng hoa tâm thức của chúng ta lên cao hơn để sau đó chúng ta không còn nghĩ đến những điều xấu hay phủ định nữa. Lực lượng phủ định không thể đến gần chúng ta được nữa. Thánh Tinh có nói, có lợi gì nếu một người được cả thế gian mà mất đi linh hồn? Tôi có thể xác nhận điều đó, tôi thà mất tất cả thế gian chứ không thể mất Thượng Đế lần nữa. Nhưng đó là phần tôi, còn quý vị phải chọn giữa hai bên. Thật ra cũng không cần chọn, quý vị vẫn có thể có thế gian và có Thượng Đế trong cùng một lúc. Đúng ra là phải như vậy, hiện giờ chúng ta chỉ có thế gian mà không có Thượng Đế, thật là đáng tiếc. Vì chúng ta có thể có được cả hai. Chúng ta không phải từ bỏ thế gian để biết Thượng Đế không? Thượng Đế tạo ra mọi thứ để chúng ta vui hưởng. Ngài tạo ra người nữ xinh đẹp để làm vợ quý vị, để được quý vị yêu. Cho quý vị những đứa con xinh đẹp, dễ thương để quý vị biết cách yêu thương, bảo vệ, hy sinh. Để biết tình thương hy sinh là gì? Thượng Đế muốn quý vị có tất cả những thứ này. Nhưng nếu chỉ có thế gian mà không có Thượng Đế thì chúng ta chỉ có được phân nửa. Thậm chí phân nửa cũng không có, chỉ có một chút thôi vì chúng ta sẽ mất hết. Nhưng khi có Thượng Đế, chúng ta có được tất cả. Chúng ta phải đoạt lại sự vinh quang của mình, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, bởi vì chúng ta làm chủ toàn cõi vũ trụ. Hãy là một thánh nhân, đồng thời hưởng thụ thế gian. Hãy là một vị thánh đẹp đẽ, giàu sang. Khi mới khai ngộ một chút, tôi đã theo bước các vị thánh nhân thời xưa, từ bỏ tất cả, tôi không thích gì cả, tôi không muốn bất cứ gì, bởi vì những thứ này không còn hấp dẫn đối với tôi nữa. Nhưng Thượng Đế bảo tôi rằng, con phải có tất cả, phải có tất cả. Ta sẽ cho con tất cả, cho con nhiều hơn là những gì con ao ước, hơn là những gì con cần. Con phải cho thế giới thấy, ta là cha. Ta có thể cho con bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì, kể cả giác ngộ, con không phải từ bỏ gì cả. Để yêu thương ta, vì ta thương con, dù con thế nào đi nữa. Ngài bảo tôi phải làm. Tôi phải làm công việc một cách vẻ vang. Tôi nói, thưa cha, ngài muốn sao cũng được. Nhưng tôi thích giản dị hơn, như vậy sẽ ít việc hơn. Nhưng ngài muốn như vậy cũng được. Hơn nữa, quý vị cũng thích tôi đẹp mà, phải không? Tôi nói với ngài, nhưng thưa cha, các vị thánh ngày xưa như Phật Thích Ca, Chúa Giê-xu, các ngài đều đi chân đất. Các ngài ăn mặc giản dị và đi cất thực. Tại sao ngài lại muốn con có tất cả những thứ này? Như vậy có được không? Vì đa số người thế gian họ kỳ vọng, hoặc họ đã quen với lối sống như vậy của các thánh nhân. Các ngài xả bỏ tất cả, không sở hữu gì cả, trong nghèo khó và đi chân đất. Thượng Đế bảo, không, không, thời đại này khác, phải tân tiến, con phải cập nhật phù hợp với thời đại. Thế là tôi có tất cả những thứ mà tôi không màng tới. Nếu gặp tôi ngoài đường, quý vị sẽ thấy tôi rất đơn sơ, nhưng tôi có máy truyền tin, điện thoại, fax, điện thư, đủ mọi thứ, dụng cụ tâm linh. Tôi có rất nhiều vũ khí tâm linh, một tay cầm điện thoại, tay kia cầm điện thoại di động, rồi fax, rồi điện thư. Ồ, cũng vui. Một mình tôi có ít nhất 6 cái điện thoại, mỗi quốc gia, mỗi số khác nhau, thỉnh thoảng có cái hư tôi phải lấy cái khác. Các cõi thiên đàng cũng thưởng thức thi ca vì chúng ta đồng nhất thể, luôn luôn là vậy và sẽ mãi mãi như vậy. Cho nên, thơ của tôi là của quý vị, cảm giác của tôi cũng là của quý vị. Vì chúng ta chia sẻ căn nhà địa cầu tráng lệ này và chúng ta sống dưới cùng bầu trời. Và bất cứ điều gì ảnh hưởng một người sẽ ảnh hưởng người khác hoặc tất cả. Cho nên chúng ta nỗ lực để mang sự thiện lành vào thế giới. Khi nơi đây còn trong thời kỳ phôi thai của sự hoàn mỹ, chúng ta trưởng dưỡng và chăm sóc, bảo vệ và chia sẻ mọi đau buồn vẫn còn tồn tại trên địa cầu, đáng buồn thay. Nhưng chúng ta cũng có hạnh phúc và niềm vui ở đây. Đó là cách thi ca ra đời, bởi vì đó là nhịp cầu nối liền tất cả kiến thức và cảm xúc của con người, sự liên kết giữa các linh hồn. Chỉ có tình thương, thậm chí ở mức độ cá nhân, sẽ nhắc nhở tất cả chúng ta rằng chúng ta đều đến từ một tinh hoa, đó là tình thương. Chúng ta có thể chia sẻ cùng cảm giác,
cùng hy vọng, cùng nỗi buồn, nhưng cũng cùng khát vọng. Quý vị thấy đó, tại sao thơ ca điều tương tự khắp nơi, người ta sáng tác tình ca, thơ tình, tất cả đều về cảm xúc, tất cả đều về tình thương, niềm hạnh phúc và đôi khi nỗi thất vọng. Nhưng đó là cái giá phải trả cho tình yêu. Nhờ đó nó nhắc nhở chúng ta cảm thông và thương yêu nhau như thương yêu người thân yêu nhất và như thể thương chính mình. Chúng ta không bao giờ có quá nhiều tình thương trong cõi vật chất này. Quý vị có nghĩ vậy không? Tôi nghĩ vậy, tôi cũng đồng ý với quý vị. Vậy chúng ta nên thưởng thức tình thương bất cứ khi nào mình có. Chúng ta chia sẻ tình thương bất cứ lúc nào mình có. Và chúng ta tự do diễn đạt bất cứ khi nào có thể thôi thúc để viết xuống. Bởi vì đối với thế giới này, điều tốt nhất là tình thương. Cũng giống như chúng ta yêu thích sự lãng mạn hoặc tình cảm. Bao nhiêu khi chúng ta đang yêu hoặc khi chúng ta thương người nhà của mình hay thú cưng thì cũng vậy. Thế giới chúng ta cần loại tình thương này. Ngay cả những người mà chúng ta nói là rất thương yêu, nhưng nhỡ ngày mai họ chết đi, quý vị có vì người đó mà chết theo không? Dĩ nhiên là không, phải tiếp tục sống. Trong số những câu chuyện tình cổ xưa có ghi lại chuyện của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Nghe nói họ đã đầu thai lại làm người bảy đời và lần nào cũng muốn làm vợ chồng với nhau, nhưng kiếp nào cũng bị cản trở. Chỉ trong kiếp cuối cùng cũng bị cản trở, nhưng một người thì chết trước, còn người kia vì quá đau khổ mà ngã bệnh rồi chết luôn. Sau đó họ biến thành hai con bướm. Phải trở thành bướm để không bị người đời cản trở cũng là việc rất gian nan. Người ở trước mặt thì không ưa, lại ưa người ở xa xôi. Duyên càng nghịch thì chúng ta lại càng thích. Đó là bản chất con người. Con người ưa thích những thứ phức tạp hơn, tự mình phấn đấu để đoạt được mới cho là có giá trị. Ngay cả khi mất đi cái tánh mạng này, chúng ta cũng không cần phải đau khổ. Huống hồ gì khi người khác mất mạng sống của họ. Con cái đời đời kiếp kiếp đều có rất nhiều, vợ chồng đời đời kiếp kiếp đều có. Nếu không có, Thượng Đế cũng sẽ cho mình một người khác. Muốn đạt được trạng thái vui sướng rất dễ. Nếu chúng ta muốn được an bình, thì hãy tìm kiếm ở bên trong chứ không phải bên ngoài. Chúng ta đều biết từ xưa đến nay, những người có nhiều tiền của, thế lực, tâm của họ không hẳn luôn luôn được bình yên. Trong khi những người xuất gia, những người được gọi là đạo gia hoặc những người tu hành, đôi khi họ ẩn cư ở trên núi, áo quần rách rưới, sống trong những túp lều tranh nhưng họ lại vô cùng vui sướng. Cho nên, hạnh phúc hay không phải dựa vào bên ngoài. Chúng ta đều là tù nhân, không nhiều thì ít. Có người bị nhốt trong căn nhà, có người bị giam hãm bởi đầu óc. Chỉ khác nhau có vậy. Bị nhốt trong căn nhà là giản dị nhất, có nhiều hy vọng nhất. Bị nhốt trong tâm mới khó thoát ra được. Ví dụ, chúng ta vi phạm điều gì, rồi bị tù một thời gian, khi hết hạn chúng ta lại được tự do. Nhưng nếu chúng ta bị nhốt trong tham, sân, si, vô minh hoặc là dục vọng thì rất khó, không biết bao giờ mới giải thoát được, hay là sẽ không được giải thoát, không ai biết được. Có thể chết đi cũng chưa giải thoát. Chúng ta cần thay đổi quan niệm của mình, không phải thay đổi ngoại cảnh. Nếu hoàn cảnh của chúng ta đã như thế, chúng ta nên sống một cách vui vẻ. Khi thời gian đến, mọi việc sẽ thay đổi. Cũng giống như mùa đông sau 3 tháng là hết, mùa xuân và mùa hạ cũng như thế. Không có thứ gì cứ như vậy mãi mãi. Ngay cả tâm tình của chúng ta cũng thay đổi hàng ngày. Lúc rất vui vẻ, lúc thì lại u sầu, hoặc nửa vui nửa buồn, lúc thì giận dữ, nhưng lúc thì bình yên, vân vân. Cho nên chúng ta cần phải học kiên nhẫn. Quý vị làm bài tập của mình, gia đình quý vị không phải là chuyện của tôi. Bất kỳ vấn đề gì xảy ra trong đời sống vật chất của quý vị không phải chuyện của tôi. Tôi chỉ muốn đưa quý vị đến nơi không có phiền não.
Ngày nào còn ở đây, quý vị sẽ còn gặp rắc rối. Tôi chưa từng hứa với quý vị rằng, sau khi thọ pháp trong kiếp này, quý vị sẽ không bao giờ gặp rắc rối, mọi chuyện an ổn, yêu thương và tĩnh lặng không? Tôi có hứa vậy không? Có nói vậy không? Không. Khi ở trong tù, làm sao tránh khỏi không bị trói buộc? Nếu tôi là luật sư bào chữa cho quý vị, và quý vị vốn vô tội, và tôi hứa được, tôi sẽ lo vụ này, rồi quý vị sẽ được phóng thích. Nhưng trong khi tôi đang làm giấy tờ đối mặt với công chức hành chánh và luật pháp, quý vị vẫn ở trong tù, phải không? Cho tới khi thủ tục hoàn tất, ở trong tù quý vị không thể đòi hỏi xe Mercedes của tôi đâu, cận vệ của tôi đâu, điểm tâm trên giường của tôi đâu, không thể đòi hỏi những thứ như vậy. Tôi hứa là quý vị sẽ được thả ra, vậy quý vị cứ đợi được chứ? Trong thế giới này quý vị phải chấp nhận mọi hoàn cảnh. Nếu muốn mọi việc tốt đẹp hơn và nhanh hơn thì quý vị phải thiền nhiều hơn. Đừng lúc nào cũng dựa vào người phụ nữ nhỏ bé này để chạy công việc vặt cho quý vị. Giả sử tôi có thể giúp, quý vị sẽ trở nên vô dụng. Hãy chấp nhận hoàn cảnh trong trại giam. Nếu người cai tù bảo quý vị hôm nay đi nấu ăn, quý vị đi nấu ăn. Nếu ông ta bảo quý vị đi giặt quần áo cho các tù nhân, thì quý vị đi giặt quần áo cho các tù nhân. Đừng gọi luật sư bảo, nè, tôi tự do, tôi vô tội, tôi là tất cả, tôi vân vân. Ông đang thay mặt tôi làm việc, vậy tại sao tôi phải giặt giũ, lau nhà ở đây? Ngày nào còn ở trong tù thì quý vị vẫn phải làm những gì người cai tù sai bảo. Nếu không, sự tự do của quý vị sẽ bị trì hoãn vì họ sẽ nói quý vị không tôn trọng người thẩm quyền. Hoặc cho dù quý vị chống đối lại người cai tù, quý vị vẫn sẽ ở lại đó. Luật sư không làm gì được nếu quý vị gây rắc rối với cảnh sát tại đó, hoặc nếu quý vị đánh người cai tù thì thế là xong. Chúng ta đang ở đây, chúng ta phải làm bất cứ gì cần thiết ở nơi này. Nếu phải làm việc, quý vị cứ làm. Nếu phải chăm sóc con cái, quý vị cứ phải chăm sóc. Đừng ép buộc tôi vào bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì nếu tôi làm mọi việc cho quý vị, vậy quý vị là gì? Thay ma à? Người khuyết tật không thể suy nghĩ, phản ứng, không dùng được trí huệ sao? Quý vị sẽ làm gì? Chuyện gì cũng kêu sư phụ. Vậy quý vị làm gì đây? Quý vị sống để làm gì? Chỉ để ăn và ngủ thôi sao? Hãy đón nhận mọi hoàn cảnh như sự thử thách từ Thượng Đế, hoặc để tẩy sửa nghiệp chướng xấu. Đừng chạy theo danh lợi và đừng ham muốn trở thành minh sư. Nếu định mệnh của quý vị sẽ là minh sư, quý vị sẽ không trốn khỏi đâu. Đó là thực sự. Chúng ta đâu có gì mà phải bảo vệ. Trước khi sinh ra quý vị có gì, sau khi chết quý vị mang theo được gì, có gì quý giá đến nỗi chúng ta phải bảo vệ? Bỏ hết đi, mặc kệ nó, chuyện gì đến sẽ đến. Nếu quý vị chết đi, thân xác bị hủy diệt, thì còn hàng ngàn, hàng tỷ thân xác khác, đừng lo gì hết. Nếu thứ gì đó là thuộc về quý vị, thì quý vị sẽ không sao bỏ được. Nếu cô gái đó là hôn thê của quý vị, thì không ai có thể lấy đi được. Nếu việc làm đó là của quý vị, thì ông không ai có thể thay thế được. Đừng lo, cứ yên tâm. Những sự lo sợ này khiến cho chúng ta không thể sống vui vẻ trong hiện tại. Cho nên những tội lỗi, xung đột, giả nhân, giả nghĩa, tất cả đều phát xuất từ sự sợ hãi của chúng ta, của ngã chấp. Nghĩ rằng ta có cái này, có cái kia, ta có danh lợi, có thể diện, ta không thể mất mặt, ta không thể làm như vậy vì ta ở địa vị này. Ta không thể la mắng người vì ta là minh sư, ta cần phải duyên dáng, mềm mỏng, nói chuyện nhẹ nhàng, vân vân vân. Hãy vứt bỏ hết và sống trong hiện tại. Những gì cần phải làm lúc đó thì cứ làm hết mình với lòng tin nơi Thượng Đế và lòng tin vào kế hoạch rộng lớn của vũ trụ. Đừng quan tâm tới những tạp niệm đến trong lúc thiền. Đó chỉ là tài liệu được thu thập vào máy điện toán của quý vị và tự động chạy một mình. Phải nhớ rằng mình không phải là bộ óc điện toán mà là linh hồn. Chỉ cần tập trung ở giữa trán, nơi gọi là con mắt thứ ba, rồi tiếp tục ngồi thiền. Đúng ra con mắt thứ ba không phải là một thứ vật chất hay một thứ mà mình có thể thấy được,
Nhưng gọi như vậy là vì ngôn ngữ trần gian cần phải có một cái tên để gọi. Miễn sao trong lúc thiền, quý vị luôn luôn tập trung ở đó và được hướng dẫn. Và nếu tập trung được 24 giờ mỗi ngày thì càng tốt hơn nữa. Rồi chân ngã sáng suốt của quý vị sẽ ngày càng phát triển. Và cuối cùng, quý vị sẽ trở lại với bản lai diện mục của mình. Không nhất thiết là phải gặp sư phụ bên trong. Sư phụ bên trong từ trước tới giờ vẫn luôn chăm sóc quý vị, dù quý vị thấy hay không thấy ngài. Nếu có mất điều gì, chúng ta sẽ được bù đắp cái khác, lúc nào cũng vậy. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do. Ai cũng sẽ khuyên quý vị như vậy, cho nên đừng quá tùy tiện hoặc dễ dàng cầu xin mỗi một chuyện nhỏ mà bản thân quý vị có thể tự lo liệu được. Nếu quý vị bệnh, đừng cầu sư phụ chữa bệnh cho quý vị, hãy đi gặp bác sĩ. Trừ hoàn cảnh tuyệt vọng, không thể xoay sở được, thì dĩ nhiên, quý vị có thể cầu xin. Nhưng tôi đã nói rồi, nếu quý vị giữ năm giới, thiên thần sẽ bảo vệ quý vị. Rồi hoàn cảnh nào cũng sẽ trở nên rất nhẹ nhàng, chuyện lớn sẽ biến thành nhỏ, chuyện nhỏ sẽ biến thành không. Đó là chuyện bình thường. Nếu quý vị giữ năm giới luật, ăn thuần chay, tinh khiết và thiền tốt, hiểu không? Nhiều khi quý vị không thiền tốt hoặc không nghiêm trì giới luật, dù chỉ là một sai sót nhỏ, thiên đàng đều ghi sổ mọi việc, có lẽ tôi không có ở đó và không ai nhìn thấy. Nhưng thiên đàng biết mọi việc, cho nên đừng nghĩ quý vị có thể gian lận. Nếu không thiền và giữ giới, thì đôi khi sự việc sẽ trở nên tệ hơn mà lẽ ra không đến nỗi vậy. Vì ma vương lực lượng phủ định trong thế giới này đòi hỏi có sự đối xử công bằng và hợp lý với chúng sinh trên địa cầu. Cho nên chúng ta có thể làm bất cứ gì mình muốn, nhưng phải trả giá cho điều đó. Giả sử chúng ta đã làm hết mọi việc rồi, tọa thiền tinh tấn, mà rồi vẫn có chuyện xảy ra với chúng ta, thì cứ để tự nhiên. Đó là sự đền trả nghiệp quả từ tiền kiếp để chúng ta được tự do. Dù chỉ một chút, chúng ta vẫn phải trả. Hơi thở, mạng sống, ngày tháng của quý vị trên địa cầu này rất quý báu. Hãy dùng nó hợp lý để khi đi lên, quý vị sẽ mỉm cười. Ồ, mình đã cố gắng tu hành, mình đã đến đúng nơi mình đáng được. Lực lượng minh sư có thể gia trì quý vị, nhưng nếu quý vị dùng cho những chuyện khác, nếu lạm dụng lực lượng này chỉ được một chút lợi lộc hoặc một chút thú vui trần tục, quý vị sẽ bị mất lực lượng đó. Rồi sau khi vãng sinh, quý vị sẽ ở nơi nào đó, có lẽ cảnh giới Atula, hoặc cảnh giới thứ hai hay cảnh giới thứ ba, nhìn những đồng tu khác bay ngang qua. Rồi quý vị sẽ thấy hối tiếc là lẽ ra quý vị không nên bám víu vào thế giới này quá nhiều. Khi đến gặp tôi để thọ tâm ấn, quý vị đến vì Thượng Đế, không phải sao? Quý vị đến vì đẳng cấp, giải thoát tâm linh cao nhất có thể, đúng không? Hay quý vị đến vì muốn cô con gái, cậu con trai được thi đậu, để cô gái lấy được người chồng tuấn tú, hoặc mặc dù cô xấu đến nỗi không ai muốn nhìn? Nếu quý vị đến vì những mục đích trần tục đó, thì xin lỗi, quan niệm đó thật là sai lầm, quý vị phải thay đổi. Tình huống xảy ra là để quý vị được kiên cường hơn về tâm linh, tinh thần, tình cảm, tâm lý, sinh lý. Cho nên đừng luôn trốn chạy, rắc rối. Nếu hoàn cảnh không quá nguy hiểm, dĩ nhiên nếu nguy hiểm, tôi khuyên quý vị nên bỏ chạy, đừng đứng đó chờ, sư phụ sẽ đến đưa mình đi. Nếu gặp nguy hiểm, chính tôi cũng sẽ bỏ chạy. Quý vị có bổn phận phải bảo vệ đền thờ này, mà quý vị sẽ dùng để tu hành cho tới ngày trả xong nghiệp quả trên thế giới này. Đó là bổn phận của quý vị. Cho nên quý vị phải nhớ mặc quần áo đủ ấm, dễ chịu hơn. Ở nhà, nếu quý vị lớn tuổi, hãy nằm trên giường êm, đừng ngồi trên sàn nhà như ở đây. Và rồi bị đau lưng này kia, ôi sư phụ ơi, con bị đau, rồi tôi làm sao đây, đến xoa bóp cho quý vị à. Nếu quý vị có vấn đề, hãy đi gặp bác sĩ. Nếu sau một thời gian bệnh tình không khỏi, thì có nghĩa là vấn đề, nếu chạy chữa nhiều bác sĩ mà không khỏi, vậy có nghĩa là quý vị phải chịu đựng nó để có thể tẩy sửa nghiệp quả. Nhưng không sao, cứ từ từ thôi. Quý vị thích ăn gì thì ăn và thiền nhiều thêm.
khi quý vị uống nước, cho thêm vài giọt nước chanh vào, bởi vì nước bây giờ không được tốt lắm. Đất đã bị nhiễm độc hóa chất. Khi nước chảy qua đất bị ô nhiễm, nó cũng bị ô nhiễm. Ngay cả nước mưa cũng hơi bị ô nhiễm. Lọc nước, rồi nếu cần thì đun sôi. Nếu tôi nói ra hết, quý vị sẽ không ăn được gì cả. Tôi chỉ giữ cho bản thân mình. Nếu tôi nói cho quý vị, doanh nghiệp của mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Mọi người sẽ sợ ăn cái này, cái kia. Thật ra, trong thời đại này, ADN của chúng ta đã thay đổi quá nhiều, cho nên rất khó để mà sống thọ được. Không quan trọng là quý vị ăn hay không ăn, hoặc ăn nhiều hay ăn ít, thì cũng không gì khác nhau nhiều. Sau khi tu hành đạt đến những đẳng cấp nào đó, chúng ta có thể ăn ít, thậm chí có thể ngưng ăn. Nhưng làm ơn, đừng thử để xem đẳng cấp của mình đạt được cao bao nhiêu. Ví dụ, tôi ăn một hoặc hai trái bưởi mỗi ngày, nước bưởi vắt. Nhưng sau khi tôi nói cho quý vị, hôm nay có thể bắt đầu từ ngày mai tôi phải ăn uống như điên. Có thể như vậy. Bởi vì khi quý vị về nhà và thử làm như vậy rồi cầu nguyện sư phụ giúp, tôi sẽ phải ăn cho quý vị. Và rồi tôi sẽ không thể ăn những thứ như trước nữa. Nhưng vì tôi là sư phụ của quý vị nên tôi phải nói hết những gì cho quý vị. Tôi phải nói cho quý vị, bất chấp nghiệp chướng nó luôn luôn là thế. Tôi nói cho quý vị hay là hiện tại tôi uống nước bưởi hoặc nước cam hoặc một ít táo mỗi ngày. Rồi sau đó tôi ăn một vài gói mì ăn liền, loại đặc biệt từ Đài Loan, làm từ bột gạo, sợi mì rất mỏng, với một chút gia vị và không có nhiều thành phần bên trong nên tôi có thể ăn. Lối ăn này rất tốt cho tôi. Nhưng quý vị cũng đừng ép mình ăn như thế này. Đa số người bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tiếng động. Bất cứ gì sư phụ làm đều dùng trí huệ tự nhiên xử lý. Mọi việc đều rất rõ ràng, chính xác và nhanh chóng, nhưng đầu óc thì không sao hiểu nổi. Nếu muốn để đầu óc hiểu, cần phải kéo mình xuống đến cảnh giới của đầu óc mới có thể hiểu được. Cũng giống như một người đứng ở đỉnh núi có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả quang cảnh bên dưới núi. Nơi nào có nhà cửa, cơ sở kiến trúc, sông ngòi, người ngựa v.v. Nhưng nếu muốn biết trong căn nhà có vật gì thì phải phái một người xuống đó xem xét, hoặc phải đích thân xuống đó đi vào trong nhà mới có thể biết rõ vị trí của các đồ vật trong nhà, cũng giống như một viên cảnh sát trưởng. Tuy trong văn phòng của ông có rất nhiều tài liệu của các tiền án, nhưng ông không thể đem tất cả ra xem xét vì làm vậy rất là mệt nhọc. Chỉ khi nào ông bắt được phạm nhân mới mở hồ sơ của họ ra xem. Vả lại trong hồ sơ cũng chỉ ghi lại những trọng điểm về lý lịch của người này. Như vậy khi đọc mới không quá mệt và quá phiền phức. Xem xét nhân quả của kiếp trước dễ mang lại cảm giác khó chịu. Ví dụ, xem thấy những đau khổ của bản thân trong kiếp trước sẽ giống như mình đang trải qua kinh nghiệm ấy một lần nữa. Cảm giác giống như một tình huống tương tự. Nó cũng giống như đi vào thư viện để tìm kiếm tài liệu, trong đó có những học tủ đựng tên tất cả các danh sách trong thư viện. Bước vào trong ấy, nơi chứa toàn biên bản của những người đã khuất, cũng như bước vào nghĩa trang vậy, không cần thiết mà phải cứ lôi người chết ra xem. Chúng ta chỉ muốn tìm các hồ sơ về một người nào đó. Điều chúng ta cần là những sự kiện chính hoặc giai đoạn nào đó trong cuộc đời của người đó mà thôi. Điều này cũng giống như việc kiểm duyệt những đoạn phim thu lại đời sống hàng ngày của sư phụ. Trong 3 tháng qua, từ lúc khởi đầu chiếu, chuyến hàng Pháp, với rất nhiều chi tiết và rồi cắt xén tạo thành cuốn băng chỉ dài 1-2 tiếng đồng hồ thôi, người ta cũng nghĩ rằng họ phải ăn nhiều để được khỏe mạnh, không nhất thiết như vậy. Bởi vì có nhiều thứ không tốt cho sức khỏe chúng ta. Mỗi ngày chúng ta tu hành 2 tiếng rưỡi cũng tạm đủ, có thể sống sót. Ít nhất áp lực sẽ không quá trầm trọng đến nỗi dở sống dở chết. Không phải sư phụ cần quý vị tu hành, mà quý vị thật sự cần phải tu hành. Bản thân sư phụ cũng cố gắng lặn lội mọi nơi, nhắc nhở mọi người nhận ra được những lợi ích của sự tu hành. Còn về quyết định muốn nỗ lực tu hành hay không, đó là quyền lợi và bổn phận của chính mình. Sư phụ không thể hối thúc, không thể lôi kéo, không thể xô đẩy, không thể làm gì được cả. Sư phụ chỉ có thể nói,
Quý vị càng tu hành sẽ càng thích tu, càng cảm thấy có nhiều lợi ích, càng sung sướng, thân thể biến đổi, khác hẳn trước đây. Thật vậy. Vài năm sau, sư phụ trở lại gặp quý vị. Ồ, quý vị thật khỏe mạnh, khác hẳn với lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Thân thể của chúng ta chịu ảnh hưởng của tinh thể và tinh thần của chúng ta. Nếu như linh thể và tinh thần của chúng ta đầy đủ lực lượng, thân thể chúng ta sẽ biến đổi, mỗi lúc mỗi xinh đẹp hơn. Nếu như tinh thần của chúng ta không thông thả, không an vui, thân thể của chúng ta sẽ trông rất mệt nhọc và buồn bã, rồi chúng ta sẽ bồn chồn, khó chịu. Đây là một ví dụ rất hợp lý. Khi quý vị vui sướng hoặc là đang yêu, có phải trông quý vị rất xinh đẹp không? Hoặc là khi gia đình êm ấm, hạnh phúc, quý vị vui tươi, gương mặt rất tươi sáng. Còn nếu quý vị lo lắng về công việc hoặc làm ăn thua lỗ, người yêu bỏ đi hay là cờ bạc suy xẻo, ồ, nhìn mặt là biết ngay. Đôi lúc người ta nói, ồ, tôi chết được, tôi buồn chết được, tôi tương cư quá, hiểu không? Chưa chết nhưng trông như người sắp chết. Đây là những mối ưu tư thế tục thôi, đừng nói chi đến linh thể của chúng ta nếu mỗi ngày không cho nó nghỉ ngơi và bồi dưỡng nó. Ánh sáng và âm thanh là lương thực của tâm linh. Linh thể chúng ta nếu không bồi bổ thì sẽ khô héo, buồn bã, u sầu và rồi ảnh hưởng đến thân thể của chúng ta. Đây là chuyện đương nhiên, trên thế giới này cái gì cũng bị ô nhiễm. Âm nhạc thế giới này cũng bị ô nhiễm phần nào, làm xáo trộn tâm linh và kéo chúng ta xuống. Nó diễn đạt những cảm xúc Atula. Đèn điện cũng không tốt cho mắt và da chúng ta. Ở một số khách sạn như chỗ tôi ở, rèm cửa tự động đóng lại để ngăn chặn ánh đèn điện bên ngoài chiếu vào, bởi vì đó là một loại ô nhiễm ánh sáng. Nếu ban đêm đèn quá sáng, quý vị không thể ngủ ngon, chất lượng giấc ngủ sẽ không tốt. Phải rất tối để cơ thể có thể nghỉ ngơi, hồi phục và tái tạo, hầu giúp chúng ta trẻ trung. Nhưng thời nay điều này thật khó thực hiện. Dĩ nhiên, khi thiền chúng ta tốt nhất nên ngồi ở chỗ tối để có thể nhìn thấy ánh sáng bên trong. Ban đêm chúng ta hoàn toàn không cần đèn, cho nên hãy tắt hết. Nếu bên ngoài sáng quá thì dùng tấm bịt mắt để che mắt lại. Không chỉ có thứ gọi là ô nhiễm tiếng động mà còn có ô nhiễm ánh sáng, quý vị có nghe chưa? Chẳng hạn trên máy bay họ có đề là hãy kéo rèm cửa xuống trước khi rời khỏi máy bay. Tại sao vậy? Bởi vì khi máy bay đậu đó, máy điều hòa và các máy móc khác vẫn còn chạy để duy trì nhiệt độ. Vả lại, cũng còn người đang làm việc và dọn dẹp bên trong. Nếu cửa sổ mở, ánh sáng sẽ chiếu vào và máy điều hòa sẽ làm việc nhiều hơn. Như vậy không tốt cho môi trường. Dĩ nhiên, không phải ở đâu chúng ta cũng có thể tiết kiệm, nhưng chúng ta nên bảo vệ môi trường bất cứ khi nào có thể được. Ô nhiễm từ tiếng động rất có hại cho tai chúng ta. Những tiếng động lớn đôi lúc làm chúng ta giật mình, kích động mạnh toàn bộ cơ thể và các tế bào chúng ta. Khi chúng ta giật mình, cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu điều này xảy ra hoài sẽ không tốt. Người tu pháp môn Quán Âm không cần phải lo lắng về chuyện chừng nào mình lìa bỏ thế giới. Miễn sao quý vị chăm lo tu hành theo lời chỉ dẫn, quý vị sẽ được bảo vệ và dẫn dắt lên cảnh giới cao. Gần gũi người trong gia đình hoặc giao tiếp, sinh hoạt bên ngoài, không cản trở sự tiến bộ về tâm linh, chỉ cần nhớ để dành 1/10 thời gian trong ngày để bổ sung cho mình với ân điển bao la của Thượng Đế bên trong. Nếu quý vị đã ráng hết sức mình rồi, tìm thời gian để thiền rồi thì không sao. Có người lực lượng được bổ sung sau khi gần minh sư. Trên đường tu học, mỗi người cần được chăm sóc khác nhau. Quý vị không cần phải so sánh với người khác, miễn sao mình hành động theo nỗi khao khát, sự mong muốn trong lòng đó mới là quan trọng. Ánh sáng và âm thanh là lương thực và thuốc bổ của thân thể và linh hồn. Nó sẽ giúp quý vị đổi mới các tế bào của chúng ta. Cho nên quý vị nhìn những người tu hành giỏi, họ càng lúc càng trẻ ra, ít nhất trẻ hơn trước đây. Nếu như đời sống của chúng ta không hối hả và căng thẳng, thì sự biến đổi sẽ rõ ràng hơn. Tôi đã nói kỳ bế quan này đừng hỏi tôi những vấn đề thế tục nữa. Chuyện chữa bệnh cho quý vị, chữa mụn cho quý vị, bất cứ gì đừng làm vậy. Ý tôi nói là bên trong cũng vậy. Tôi không ý nói đừng cầu xin bên ngoài
Nhưng bên trong cứ cầu xin những thứ vô nghĩa này, mọi thứ đều là phù du, giả tạm, quý vị biết không? Nếu con gái quý vị bỏ đi thì cũng tốt, quý vị có thêm thời giờ tu hành. Cô ấy đã trưởng thành, quý vị không thể ngăn cản, kiểm soát cô ấy mãi. Tôi không thể ép họ ở lại với quý vị khi thân nhân quả của hai người đã chấm dứt. Người nhà không phải là tù nhân. Chúng ta cố gắng hết sức dạy dỗ con cái, bảo đảm họ được an toàn và những gì họ cần. Nhưng nếu con cái quyết định không muốn vậy nữa thì cũng được. Đừng cứ luôn cầu sư phụ làm mọi việc. Hãy suy nghĩ về điều quý vị muốn. Khi quý vị đến thọ tâm ấn, tôi có hứa chữa bệnh cho quý vị hay không? Có hay không? Tôi có hứa chồng quý vị sẽ thương quý vị mãi mãi không? Có không? Tôi có hứa vợ quý vị sẽ không ly dị với quý vị không? Có không? Tôi có hứa con cái quý vị sẽ ở với quý vị mãi mãi, dũng cảm, ngoan hiền, hiếu thảo không? Có không? Tôi chỉ hứa giải thoát và về nhà, phải chỉ có vậy thôi. Tôi hứa giúp quý vị nhận biết chân ngã, nhận biết đại ngã của mình, nhận biết Thượng Đế. Tôi chỉ có hứa vậy thôi. Từng bước một, quý vị có thể nhận biết điều đó chưa? Tốt. Vậy thì tôi giữ lời hứa. Nếu quan sát thấy phẩm chất Thượng Đế của mình phát triển, thấy mình trở nên sáng suốt hơn, thương yêu hơn và ít ràng buộc hơn với thế giới hơn, thì đó cũng là những thể nghiệm rất tốt. Nghĩ rằng ta có cái này, có cái kia, ta có danh tiếng, có thể diện, ta không thể mất, ta không thể làm như vậy vì ta ở địa vị này, ta không thể la mắng người vì ta là minh sư, ta cần phải duyên dáng, mềm mỏng, nói chuyện nhẹ nhàng, vân vân. Hãy vứt bỏ hết và sống trong hiện tại. Những gì cần phải làm lúc đó thì cứ làm hết mình với lòng tin nơi Thượng Đế và lòng tin vào kế hoạch rộng lớn của vũ trụ. Đừng quan tâm tới những tạp niệm đến trong lúc thiền, đó chỉ là tài liệu thu nhập vào máy điện toán quý vị và tự động chạy một mình. Phải nhớ rằng mình không phải là bộ điện toán mà là linh hồn. Lực lượng cộng tu sức mạnh. Kết quả tốt hơn là ngồi thiền ở nhà một mình rất nhiều. Nó cũng giúp quý vị bù lại những lúc thiền định không tốt mà không đủ. Chỉ cần thành tâm làm hết sức mình, mọi chướng ngại đều có thể vượt qua, đừng nên lo lắng. Mỗi ngày chúng ta phải đối phó rất nhiều công việc, thế tục và tiếp xúc với người ngoài. Cho nên sự chú ý không khỏi bị phân tán và thâu nhận những ảnh hưởng xấu. Kết quả là khó mà thiền yên ổn. Để tập trung dễ hơn, nên cố gắng xem, nghe băng sư phụ trước khi thiền hoặc mở băng tán vật nho nhỏ trong lúc thiền. Nếu được thì nên thiền buổi sáng và buổi tối sẽ giúp chúng ta đối diện và xóa bỏ những ảnh hưởng xấu mà mình thâu nhập mỗi ngày. Nhập định hay không còn tùy thuộc vào mức độ tập trung. Dù không nhập định được, nhưng nếu cố gắng hết lòng để vượt qua những chướng ngại và thành tâm ngồi thiền, thì lực lượng minh sư bên trong vô hình sẽ gia trì và bảo vệ cũng như nâng cao linh hồn của chúng ta. Quý vị nói rằng khi ngồi thiền thân thể nóng ran ngay cả những lúc không thiền. Đây có thể là vì năng lượng đang điều hành trong người quý vị, không cần lo chuyện đó. Độ nóng sẽ giảm xuống khi năng lượng ấy tự điều chỉnh xong. Mỗi khi đi taxi, tôi luôn cho tiền qua gấp mấy lần phí taxi. Đôi lúc nếu tiền taxi dưới 100 đài tệ thì tôi đưa cho họ luôn 400. Bởi vì hiếm khi tôi đi taxi nên tôi muốn giúp cho họ thêm. Những người lái taxi họ không giàu có gì, hiểu không? Số tiền bo lớn làm họ vui cho nên tôi luôn cho thêm tiền nếu họ chịu nhận. Khi tới nhà hàng tôi cũng cho tiền bo rất nhiều. Tôi cũng khen là nhà hàng của họ trang nhã, sạch sẽ và thoải mái ra sao, và nhân viên phục vụ chu đáo như thế nào. Tôi chỉ muốn làm cho họ vui, hiểu không? Chúng ta không nên lấy gì từ người khác hoặc làm cho họ cảm thấy buồn bã và áp lực. Làm vậy là đi ngược lại lý tưởng của chúng ta. Bất cứ đi đâu chúng ta cũng nên làm cho nơi đó hấp dẫn hơn, tốt đẹp hơn và làm cho người ta vui vẻ. Tạo nên bầu không khí vui vẻ cũng là một cách tô điểm. Nếu đi máy bay, dĩ nhiên tôi không thể tô điểm bằng cách trồng cây trên đó. Nhưng tôi có thể cảm ơn người chiêu đãi viên, tôi có thể khen là cô ta xinh đẹp và tiếp đãi nồng hậu ra sao, hoặc là tôi rất vui được biết mọi người như cô ấy, vân vân và vân vân. Đây cũng là một cách tô điểm. Chúng ta không nên cứ lấy của người khác mà nên làm người ban tặng. Chúng ta không chỉ cho tiền thôi,
Chúng ta có thể cho họ thấy phong độ cao nhã và tâm linh của mình. Ban tặng món quà hạnh phúc là bổn phận của chúng ta, bởi vì đó là cách để tô điểm thế giới. Nếu ở đâu quý vị cũng mang lại hạnh phúc và mọi người vui vẻ, thì bầu không khí của thế giới sẽ thay đổi, và rồi điều đó sẽ mang lại rất nhiều may mắn để bảo vệ địa cầu. Quý vị nên đối xử với người ngoài theo cách này và đối xử với sư phụ của quý vị cũng vậy. Tôi không kỳ vọng được đối xử đặc biệt. Cứ đối xử với tôi như cách quý vị đối xử với người ngoài. Nếu quý vị tôn trọng người khác, quý vị sẽ tạo nên bầu không khí tốt đẹp. Khi mọi người tôn trọng lẫn nhau, bầu không khí sẽ rất tốt. Quý vị không cần phải la mắng hoặc nói lớn tiếng. Bầu không khí tốt sẽ khiến cho cả hai bên đều cảm thấy vui vẻ. Khi hai bên đều cảm thấy vui vẻ, thế giới sẽ được thăng hoa một chút. Không phải là tôi cằn nhằn về mười mấy thước vuông đất đó, tôi chỉ muốn giải thích cho quý vị về nguyên tắc lý lẽ, hiểu biết cơ bản, tính nết, cách cư xử và lòng từ ái. Hãy cư xử một cách thanh nhã và cao thượng. Quý vị đều trưởng thành tất cả đều trưởng thành. Ồ, sư phụ của quý vị đã già rồi. Chúng ta đều già cả, phải một phần nào đó. Tu hành nhiều hơn và tập trung vào bên trong, cầu nguyện hàng ngày để được sự trợ giúp của lực lượng vũ trụ, để chúng ta không sao lãng việc tu hành và không tìm kiếm bất cứ gì bên ngoài hoặc dựa vào bất cứ gì bên ngoài. Càng dựa vào bên ngoài, càng nôn nóng thành Phật, chúng ta sẽ càng dễ bị ma dương lừa gạt. Quá nôn nóng thành Phật bắt nguồn từ sự ham muốn danh lợi. Những người ham muốn thành minh sư để ra ngoài thuyết pháp hay để được người khác tôn sùng đều có lòng ham muốn danh lợi rất lớn. Những người này sẽ bị ma vương lừa gạt. Ma sẽ thầm thì vào tai quý vị và nói quý vị đã đạt đến đẳng cấp thứ 9 hoặc thứ 10. Đừng làm những chuyện như vậy. Hãy tu tập từ từ và phải thành tâm, tu hành và khiêm tốn. Đừng nghĩ rằng mình là một người quan trọng. Nếu nghĩ như vậy, có nghĩa là quý vị chưa thật sự là một người như thế. Nghĩ như vậy là sai, cho nên hãy cẩn thận. Cầu xin vị minh sư bên trong giúp đỡ để quý vị không bị ma nhập hay bị ma lừa gạt. Nếu quý vị tu hành không đủ thì dễ rất bị ma gạt gẫm. Bởi vì thế giới chúng ta quá gần với cảnh giới Atula, do đó những linh hồn đẳng cấp thấp có thể dễ dàng tiếp cận với chúng ta rồi gạt gẫm chúng ta đi lạc lối. Ngoài ra, âm thanh liên tục mà quý vị nghe được trong những lúc ngồi thiền là sự gia trì thêm từ lực lượng minh sư để giúp quý vị gội rửa. Cảm giác lâng lâng và choáng váng lúc thiền là hiện tượng linh hồn quý vị đã xuất ra. Tuy nhiên, không cần để ý tới điều đó, cứ tập trung vào mắt trí huệ, mật niệm hồng danh và tiếp tục thiền. Thể nghiệm nào đến, cũng cứ xem đó là sự an bài tốt nhất mà Thượng Đế dành cho quý vị. Khi tràn đầy hỷ lạc thì hãy vui hưởng. Lúc đường tâm linh bước vào mùa đông vẫn phải kiên nhẫn tu hành. Luôn nhớ đến Thượng Đế và trụ tâm nên mất trí huệ, và rồi sau một thời gian quý vị sẽ cảm thấy thăng hoa, tiến bộ cả bên trong lẫn bên ngoài. Và rồi chúng ta có thể nghĩ rằng Thượng Đế không đáp lời cầu nguyện của mình, nhưng Ngài luôn luôn đáp ứng, chỉ là bây giờ hay sau này tùy theo tình huống. Đó là lý do tất cả các kinh điển tôn giáo đều khuyên chúng ta nên luôn luôn giữ tâm thân khẩu ý thanh tịnh. Bởi vì bất cứ gì chúng ta nghĩ hay ước muốn, dù tốt hay xấu, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành sự thật. Thân thể vật chất này che không cho chúng ta thấy tất cả sự thật và chân lý, nên chúng ta nghĩ rằng bất cứ gì mình làm hoặc nghĩ trong bóng tối sẽ không có ai biết. Nhưng mọi thứ sẽ trở lại với mình, rất dễ sợ khi chúng ta biết được sự vận hành của luật nhân quả, rất dễ sợ. Nếu chúng ta có thể thật sự thấy được những điều này, chúng ta sẽ rất cẩn thận về những điều mình nghĩ và làm. Đừng sử dụng loại bao nhựa nhỏ rồi ném chúng đi từng cái như vậy. Bao nhựa rất hại cho môi trường của thế giới. Hãy dùng thùng nhựa hay thùng gỗ mà có thể chùi rửa để dùng lại, không cần phải dùng bao nhựa để lót ở bên trong thùng. Hãy tiết kiệm và giữ cho thế giới khỏi bị ô nhiễm, để con người có thể vui sống. Chúng ta đã làm ô nhiễm thế giới quá nhiều rồi. Địa cầu vẫn còn tồn tại được thì quả là một phép màu. Hồi sư phụ còn nhỏ, trong nhà có xây một cái hồ.
Bên trong tường hồ tự nhiên mọc một cây bồ đề rất tươi tốt. Bờ tường đó bằng xi măng mà cây lại từ trong đó mọc ra, nên ai cũng lấy làm lạ, vì gần đó không có cây bồ đề nào cả. Khi ông bà cụ dọn vào nhà con gái lớn ở, thì trong tường lại mọc ra một cây bồ đề nữa, và nhiều cây bồ đề mọc lên trong sân nữa. Trước kia hai cụ tưởng rằng vì trong nhà có nhiều thờ tượng Phật bày biện rất trang nghiêm, cho nên có Phật xuống và có thể có cây để hóng mát. Sau này mới biết đó là điềm cho hay trong nhà có Phật sống. Lúc trước tôi đã nói rồi, nếu thời tiết tốt thì tới thăm tôi và nhìn tôi. Nếu quá nhiều người, chúng ta không có đủ nước. Khi tôi không có ở đây, quý vị có thể thay phiên nhau. Hôm nay người Đài Trung đến, rồi ngày mai người Đài Bắc, chẳng hạn vậy. Như vậy mình sẽ không dùng quá nhiều nước. Nếu quý vị muốn mang nước về nhà thì hãy lấy một ít thôi, rồi hòa với 20 gallon nước. Cho dù chúng ta đã đào nhiều giếng và có nhiều tháp nước, chúng ta cũng không nên quá tham lam. Càng có nhiều công đức, quý vị càng may mắn. Tuy nhiên, quý vị càng tham lam thì sẽ càng mất nhiều công đức, điểm tâm linh của quý vị sẽ bị khấu trừ. Không có gì miễn phí trong thế giới này. Dĩ nhiên là tôi cống hiến mọi thứ miễn phí, nhưng với Ma Vương thì không có thứ gì miễn phí cả. Ma Vương sẽ khấu trừ một số điểm. Dĩ nhiên, chúng ta có thể đào giếng để lấy nước cho mình dùng, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên để nước luân lưu dưới lòng đất. Như vậy, cây cối và hoa có thể chia sẻ một ít, không nên thâu tóm hết cho riêng mình. Chúng ta đã có nước ở nhà rồi, cây cối bất lực, vì chúng chỉ có thể dựa vào nguồn nước trong thiên nhiên. Ở đây, chúng ta có đủ nước để nấu ăn. Quý vị có thể đến đây uống một ít và dùng một ít, như vậy là đủ rồi. Nếu muốn mang về nhà một ít thì chỉ một chén nhỏ thôi, thật ra thì cũng không cần thiết. Quý vị đến đây mỗi tuần ăn và uống ở đây. Nếu chúng ta không dùng nước, nước sẽ chảy tới cây cỏ và bảo vệ môi trường. Một số cây có đẳng cấp tâm linh rất cao, quý vị không biết được, đẳng cấp thứ 5 phải. Có những cây rất lớn và tâm linh rất cao. Đó là lý do nhiều người ngồi thiền dưới gốc cây, họ cảm thấy tốt. Một số công viên và cây nhỏ hơn, cho dù những cây này không phải đẳng cấp cao mà là đẳng cấp thứ 3, họ cũng làm cho chúng ta cảm thấy rất tốt rồi. Cây ở đó để bảo vệ thế giới, để ổn định thế giới và cung cấp oxy, hiểu không? Cây hấp thụ thánh khí, đó là một cách để thu nghiệp chướng và ban tặng phước báo. Nếu cây cối không thuộc đẳng cấp cao, làm sao có thể làm như vậy? Nhìn xem, cây cối không có mắt, không miệng, không gì cả. Vậy làm sao họ biết phải làm gì? Đó là vì cây cối có tâm linh cao, hiểu không? Do đó, chúng ta nên tôn trọng vạn vật, đừng lạm dụng bất cứ thứ gì. Có một số cây tự nguyện đến đây để bảo vệ chúng ta và chia sẻ một ít phước báo của họ với chúng ta. Cho nên đừng tùy tiện đốn cây và tỉa cây. Tôi không biết chính phủ ở đây có cấm điều này không. Tại vài quốc gia khác, nếu quý vị muốn đốn những cây lớn thì phải xin phép, cho dù đó là cây do quý vị trồng cũng vậy. Sau khi cây đã lớn, quý vị không thể tùy tiện cắt bỏ, trừ khi tự nó ngã xuống, quý vị không được đốn ngã. Ở thế giới này, quý vị có thể làm bất cứ điều gì, chỉ là phải trả. Không phải trả bằng tiền bạc, mà phải trả bằng nghiệp chướng. Tùy vào mức độ lớn nhỏ của việc mà quý vị làm, tùy là quý vị lấy đi bao nhiêu từ kho vật chất của đấng sáng tạo. Lấy càng nhiều, trả càng nhiều, lấy càng ít, trả càng ít. Vì vậy mà sư phụ khuyên nên ăn chay, bởi vì điều này ít tốn kém nhất. Mặc dù sao cũng có sự sống, nhưng ăn sao không phải trả nhiều nghiệp, không phải tạo gánh nặng quá lớn cho quý vị, không phải ăn sao quả là quý vị không trả. Nhưng nếu quý vị không trả nợ cho đấng tạo hóa, thì quý vị không thể nào đến với đấng toàn năng, vấn đề là như vậy. Bởi vì bất cứ sự đau khổ nào của chúng ta ở đây cũng chỉ là tạm thời.
Cho nên, nếu chúng ta không sửa đổi sự đau khổ ở đây, thì sau khi chết, thậm chí sẽ càng đau khổ hơn. Hiển kiếp không phải là điều để lo ngại, mà cái đáng lo ngại là nhân quả xấu, là nghiệp quả xấu, sẽ tiếp tục theo đuổi chúng ta như cái bóng, bất cứ là chúng ta đi tới đâu. Do đó không phải là chúng ta thoát khỏi địa cầu rồi sự đau khổ sẽ chấm dứt, không bao giờ chấm dứt. Nếu chúng ta tiếp tục đi về hướng Nam, hoặc chúng ta đi từ Sydney đến phía Nam, chúng ta vẫn là đi hướng về phía Nam. Nếu bây giờ không ngừng và quay đầu lại để đi về hướng Bắc, chúng ta sẽ không bao giờ ngưng việc đi về phía Nam. Chúng ta không ngừng lại cho đến khi đến miền Nam hoặc tiếp tục đi hướng Nam. Nên tôi nói với họ, nếu không kết liễu đau khổ bây giờ, chúng ta sẽ không bao giờ kết liễu nơi nào khác. Và đó là vì sao tôi muốn cứu địa cầu. Để người ta có cơ hội nhận ra sự vĩ đại của họ, có thời gian để suy nghĩ và họ nên chỉnh đốn lối suy nghĩ, cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Họ có nhiều thì giờ hơn để chỉnh đốn lại, sắp xếp lại, xây dựng lại cuộc sống cho xứng đáng là con cái của Thượng Đế, xứng đáng là một chúng sinh cao thượng trên địa cầu. Chúng ta muốn cho họ thời gian. Tôi lo lắng không phải cho nhục thể mà cho linh hồn của họ, hậu kiếp của họ. Vì nếu họ không dứt đau khổ ở đây, họ sẽ mang đau khổ với họ, hoặc đau khổ đó sẽ theo đuổi họ khắp nơi. Nếu quý vị không thay đổi cái áo hồng của mình ngay bây giờ mà tiếp tục đi ngay cả với nó, quý vị làm sao trông khác đi được? Quý vị đang mặc áo hồng, và dù không thích cái áo hồng chút nào, nhưng nếu quý vị bước ra khỏi thiền đường này, quý vị vẫn đang mặc áo màu hồng. Cho nên, nếu không thích áo hồng, quý vị hãy thay áo. Dù quý vị vẫn ở trong trung tâm hoặc đi ra khỏi đó lúc này, quý vị đã trông khác. Sự đau khổ sau khi quý vị lìa trần sẽ càng trầm trọng hơn bây giờ. Giả sử bây giờ nhìn thấy người ta đau khổ, quý vị không chịu được. Nhưng những người đang ở trong nhục thân, dù họ đau khổ về thân thể vật chất và tinh thần, có thể là chút ít, vẫn không nặng nề như khi quý vị mất đi nhục thể. Người ta nói, khi xuống địa ngục, quý vị đau khổ hơn, bởi vì mọi việc sẽ trở nên rõ ràng và quý vị sẽ biết mọi việc, quý vị sẽ hiểu được nhân quả xấu của mình. Những việc xấu quý vị đã làm trong tiền kiếp và quý vị sẽ hiểu mọi điều xấu mà quý vị từng làm cho bản thân và bất cứ ai khác hoặc thú vật. Rồi sự đau khổ của quý vị sẽ lớn hơn, mãnh liệt hơn, hàng trăm lần, ngàn lần, triệu lần, nhiều hơn sự đau khổ mà quý vị nhìn thấy ngay lúc này trên địa cầu. Vì một khi không có thân thể, chúng ta sẽ nhận biết mọi việc nhiều hơn. Chúng ta thấy rõ mọi việc và sự đau khổ sẽ tăng thêm vì chúng ta nhận được những điều sai trái mà chúng ta đã làm. Và chúng ta sẽ ngày càng xa cách đại ngã của mình. Và sự đau khổ thật không thể tưởng tượng. Đó là lý do chúng ta phải cứu địa cầu, cứu nhân loại, để họ có cơ hội trở về với đại ngã của họ và tự cứu chính mình. Thân thể tuy là thứ vật chất nhưng rất hữu dụng. Không có nó, chúng ta không làm được gì ở đây. Chúng ta không thể giúp các chúng sinh khác. Do đó, chúng ta phải tự bảo vệ thân thể. Tu hành có hai mặt, vật chất và tâm linh. Chúng ta cũng cần phải chăm sóc phần vật chất. Không có thân thể, hoặc khi chúng ta không khỏe, thì rất khó tu tập. Cho nên ăn vừa đủ thôi. Nói thật quý vị biết, nhiều thứ mà chúng ta, cho dù là thuần chay, cũng vẫn chứa một lượng độc tố nào đó. Bởi vì thế giới chúng ta đã bị ô nhiễm từ lâu lắm rồi. Nước, đất và không khí, ít nhiều đều bị ô nhiễm. Quý vị biết điều đó, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, tất cả thực phẩm đều có một ít độc chất bên trong. Sau khi ăn một thực phẩm nào đó nhiều năm, thân thể chúng ta sẽ bị dị ứng. Cho nên, nếu bị dị ứng với thực phẩm nào thì đừng ăn nó nữa, hoặc ăn ít bớt lại. Nhưng tốt nhất là ngừng ăn thứ đó. Thật ra, chúng ta ăn là do thói quen. Chúng ta đã quen với những thức ăn đó, nên thích ăn. Ăn thì tốt, chứ không phải không tốt.
Người tu hành chúng ta không cần phải nhịn ăn. Khi ăn uống, chúng ta trao đổi nghiệp chướng và công đức với những người khác. Đó là vì sao nhiều minh sư ăn cơm và rau quả. Bởi vì để sản xuất một bát cơm và rau quả đòi hỏi rất nhiều công sức. Các nông dân gieo trồng, rồi thần mưa, thần mặt trời và thần gió trợ giúp, vân vân. Ngay cả dung đất, ong, thậm chí ruồi, cũng như nhiều loài vật mà chúng sinh khác đã làm, mới tạo ra được một bát cơm cho chúng ta. Không chỉ nông dân mà cả những nhà buôn, những người trung gian, vân vân. Và ngân hàng, rồi những người lái xe giao thực phẩm tới nơi cho chúng ta. Còn có những nhà buôn, các chủ tiệm đã đánh liều tiền bạc để duy trì cửa hàng hoặc kinh doanh của họ. Rồi chúng ta phải lái xe, xe chúng ta được chế tạo bởi rất nhiều người, ngay cả xe điện cũng cần rất nhiều công sức để chế tạo và liên quan đến rất nhiều người. Nếu chúng ta tu hành tốt, thì có thể chia sẻ một ít công đức với những người này, cho dù chúng ta đã trả tiền cho họ. Vì sự trao đổi mà nhiều minh sư ăn uống, nếu không họ không cần ăn thứ gì cả. Trước khi thiền, việc gì phải làm thì làm cho xong. Nếu mệt thì ngủ một giấc, đừng ngủ lâu quá nửa tiếng hay một tiếng, dùng đồng hồ báo thức đánh thức mình dậy. Sau khi tỉnh dậy, lấy nước lạnh rửa mặt hay đi tắm, tắm nước ấm trước. Nếu không lạnh quá thì tắm nước lạnh cho tỉnh, rồi đi bộ xong rồi ngồi thiền. Nếu làm chưa xong việc, thân thể mệt mỏi quá sẽ cảm thấy buồn ngủ bậy thôi. Có thể mở nhạc lên, nhạc của chị Hai hay nhạc cổ điển nhẹ nhàng để nho nhỏ. Vì nhiều khi đầu óc bận rộn quá không đủ sức tập trung. Bất cứ người nào đã thọ tâm ấn, nếu không tu hành, trì giới và vẫn bám víu vào thế giới ta bà này, thì sẽ phải trở lại vì họ không thành tâm muốn được giải thoát. Tuy nhiên, lực lượng của minh sư sẽ tiếp tục dìu dắt người đó, dù người đó đi đâu chăng nữa. Đối với những đồng tu tinh tấn tu hành, thì sau khi thời gian ở thế gian này chấm dứt, họ sẽ được đưa lên một thế giới cao hơn, rồi tiếp tục học ở đó và sẽ không còn đau khổ trong sinh tử luân hồi. Tôi không muốn nói là quý vị ngồi một chỗ suốt ngày mà hãy làm những gì đến với mình. Tuy nhiên, nếu tập trung vào quán âm lâu được, sẽ cảm thấy rất dễ chịu và thăng hoa. Lúc nào cũng đặt sức chú ý ở mắt trí huệ, dù đang quán âm hay là quán ánh sáng. Nên cố thư giãn và đừng để tâm tới những cảm giác của thân thể tạp niệm. Ánh sáng thiêng liêng rất e thẹn và vi tế, không dễ gì phát hiện được. Kiên tâm tu hành, nhất định sẽ dần dần tiến bộ. Ngồi thiền trong ánh sáng hay trong bóng tối đều được cả. Nếu thiền lúc sáng sớm hoặc khoảng 3 giờ sáng hoặc 5 giờ thì tốt. Lúc đó bầu không khí còn yên tĩnh và đầu óc ít loạn động, có thể tập trung dễ dàng hơn. Giữa bạn bè và thân quyến tặng quà cho nhau không sao cả, nhưng hãy cố gắng trả lại họ bằng những món quà giá trị tương đương nếu được. Còn về cử chỉ thương yêu giữa vợ chồng hay bạn trai bạn gái, những chuyện này không có gì trái nghịch với sự tu hành, miễn là đôi bên luôn sống trong Thượng Đế và không bao giờ sao lãng chuyện tu hành. Nếu mình có bạn đời cùng tu hành, cùng đường đạo, điều này có giúp hỗ trợ mục tiêu nhận thức sự đồng nhất với Thượng Đế không? Hay cả hai rốt cuộc lôi kéo nhau vào đời sống thế tục? Phần lớn là vậy, phần lớn rốt cuộc lôi kéo nhau vào đời sống thế tục. Tôi rất tiếc phải nói như vậy. Bất cứ gì chúng ta yêu thích hoặc ràng buộc là một cản trở lớn cho sự tiến bộ tâm linh của mình. Nhưng quý vị phải trả cái giá. Bất cứ gì quý vị muốn, quý vị phải trả. Và đó là giao ước thỏa thuận. Bởi vì không nhất thiết quý vị là người tìm kiếm cái gọi là quan hệ thế tục này. Có lẽ người nào đó đang tìm kiếm quý vị do quan hệ nhân quả từ những tiền kiếp. Ràng buộc nhân quả từ những tiền kiếp nơi khi trở lại và họ vô tình lôi kéo quý vị vào. Càng gần, lực kéo càng mạnh. Cho nên, không nhất thiết luôn luôn là lỗi của quý vị, mặc dù quý vị vô cùng quyết tâm để cống hiến hoàn toàn cho Thượng Đế. Đôi khi,
Quan hệ nhân quả ở gần bên kéo quý vị và đồng thời một ý thức chung của toàn thế giới, như là truyền thông, mình lớn lên phải lập gia đình có địa vị gì đó, hiểu không? Nó luôn khao khát được ban phát, và quý vị có thể dùng nó để ban phát cho thế giới hay có thể dùng nó để ban phát cho một cá nhân, mình gọi là người yêu hoặc là người nhà hoặc là thú cưng, vân vân. Nhưng thật ra, chúng ta nhớ tình thương thiêng liêng trong mình, và tình thương thiêng liêng này cũng muốn cho và nhận, đáp và trả lại. Do đó, chúng ta cố bắt lấy bất cứ bản sao nào gần bên hoặc bất cứ gì mình có thể đặt tình thương của mình vào hoặc ban phát tình thương. Nếu chúng ta có thể dùng tình thương này để phục vụ nhân loại và cống hiến cho Thượng Đế, thì đó sẽ là giải pháp tốt nhất và mãn nguyện cho mình. Tình cảm giữa vợ chồng nhiều khi có bất hòa, cãi vã. Có lúc cũng có trách nhiệm của người chồng. Nếu người chồng làm tròn trách nhiệm của mình, sống cuộc đời thú vị, người vợ sẽ kính trọng chồng. Người vợ bận rộn chăm sóc gia đình, đỡ đần mẹ chồng, nuôi con, lại phải lo cho chồng thì thật là mệt quá. Chúng ta đừng nghĩ rằng sau khi lập gia đình, làm việc gì cũng phải làm theo người bạn đời của mình thì mới gọi là yêu. Ngoài việc yêu thương vợ, yêu thương gia đình, bổn phận trách nhiệm cũng phải làm tròn. Như thế đời sống của chúng ta mới an bình và thú vị. Nếu mỗi ngày chỉ bám theo vợ, chuyện quân sự không lo, bỏ bê thuộc hạ, quốc phòng không ngó tới, quý vị thấy một người chồng như thế có tốt không? Chúng ta chỉ cần thành thật với chính mình, thành thật kiểm thảo và thanh tịnh hóa bản thân, khiêm tốn và cố gắng thực hành giáo lý minh sư, rồi lực lượng minh sư và đại trí huệ bên trong sẽ luôn luôn dẫn dắt chúng ta đúng đường, đúng hướng. Người ta đã chứng minh rằng đánh cá mòi quá mức tạo ra nhiều vùng chết. Cá hiện hữu là có lý do. Họ hiện hữu là để oxy hóa biển hoặc tạo sự sống cho những loài khác hoặc làm sạch môi trường. Bất cứ loài nào Thượng Đế để lại trên địa cầu đều có việc để làm. Chủng loài nào cũng có việc để làm. Giống như loài người, chúng ta có việc để làm. Loài vật họ cũng có việc để làm. Ngay khi cả cá nhỏ như cá mòi, họ cũng có việc để làm. Chỉ là nhiều người vô minh nghĩ rằng đó chỉ là con cá nhỏ, dù sao cũng chẳng lợi ích gì, vô dụng thôi. Họ không vô dụng đâu. Người ta nghĩ họ vô dụng nên bắt họ lên và ăn. Nhưng họ vô cùng hữu ích cho hệ sinh thái của chúng ta, cho sự lành mạnh của địa cầu, và vì vậy rất có lợi cho sức khỏe con người và muôn loài trên địa cầu. Quý vị hãy thu thập tất cả dữ liệu này từ truyền hình vô thượng sư hay bất cứ trang mạng nào, hoặc thông tin tìm thấy tại thư viện bất cứ nơi nào, rồi in tất cả lên tờ thông tin và đưa cho những người ăn cá. Cũng vậy, nghiệp chướng quá khứ của chúng ta đã được cất giữ trong ký ức chúng ta. Khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nó mới có cơ hội phát triển. Trong quá khứ, chúng ta đã làm rất nhiều lỗi lầm. Nếu như bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục làm, thì sẽ tạo cơ hội cho những lỗi lầm này kết nối với những lỗi lầm của quá khứ, để rồi phát triển thành nghiệp chướng trong hiện tại hoặc tương lai. Nếu hiện tại chúng ta không tạo lỗi lầm nữa, nó sẽ không có cơ hội, không có vật liệu, không có những điều kiện cần thiết để phát triển. Cho dù có tọa thuyền mỗi ngày, chúng ta vẫn còn tạo ra những nghiệp chướng vi tế. Vạn nhất chúng ta vô ý tạo ra những nghiệp chướng mới, chúng ta có thể dùng lực lượng Quán Âm để sửa sạch, cho nên mới an toàn, không còn chỗ hở cho chúng nảy mầm. Chúng ta chỉ có thể thật sự nhận thức được sự huy hoàng của Thượng Đế qua thiền định mỗi ngày, để câu thông với lực lượng vạn năng của Thượng Đế bên trong. Đây chính là những điều mà các vị thánh nhân và minh sư muốn dạy dỗ chúng ta. Cho nên tu pháp Quán Âm không ảnh hưởng đến lòng tôn kính và tưởng nhớ các vị thầy quá khứ của quý vị. Ngược lại, còn là cách tốt nhất để báo đáp đền ơn cho họ.